Sở chiêu chiêu xuyên qua, lại trở thành thiên kim của nhà giàu. Thiên kim giả trà xanh khóc chíp chíp với đám người trong nhà, nếu không là bởi vì ta, tỷ tỷ sẽ không thê thảm như vậy, ta vẫn là đi thôi. Nàng cười lạnh. Tiểu Dạng, ta có thuộc độc tâm, ngươi đừng giả bộ. Cha sở. Nhà đầu này không phải đầu óc hỏng rồi chứ? Một tai nạn xe hơi đã được lên kế hoạch cẩn thận. Nàng đạt được hảo cảm của phụ thân phú hào một đường làm mất mặt nghịch tập, còn trở thành ngôi sao hạng A, tổng tài đại ca, anh hai anh ba đẹp trai, tất cả đều là sủng mùi cuồng ma. Sở chiêu chiêu tỏ vẻ, xuyên việc này có trăm triệu điểm hạnh phúc. Từ then chốt trong tiểu thuyết. Đọc trái tim tôi sau đó cả nhà ăn dưa, thật thiên kim tiết lộ rồi không có cửa sổ đạn, đọc trái tim tôi sau đó cả nhà ăn dưa, thật thiên kim tiết lộ rồi toàn bộ đau loa, đọc trái tim tôi sau đó cả nhà ăn dưa thật thiên kim tiết lộ rồi chương mới nhất. Chương 1 Xuyên thành thật thiên kim Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Mặt thành thật ngàn vàng diêm vương lão đầu, ngươi ở nơi nào a à, ta tới bắt ngươi nha. Hệ thống Ký chủ thân ái của ta, đừng mơ mộng đẹp, nên sách quần ra ngoài chiến đấu. Đánh nhau Sở chiêu chiêu theo bản năng làm ra động tác phòng bị. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, lâm vào trầm tư đây cũng không phải địa phủ a cô theo bản năng vuốt ve thân thể mình phát hiện còn có nhiệt độ có nhiệt độ sở chiêu chiêu run rẩy vuốt ve thân thể của mình xác định sự thật nàng còn sống hệ thống nên đi ra ngoài ngài đã ở vê đúc xê nửa giờ sở chiêu chiêu nghe được có người nói chuyện theo bản năng làm ra động tác phòng bị hệ thống ngươi không chết còn sống đừng kêu nhìn hệ thống. Đi một chút chính thức quá trình, chủ tử xin chào, ta là ngài chuyên môn hệ thống, sở chiêu chiêu nhìn quanh bốn phía, sau khi phát hiện trong C chỉ có một mình cô, yên lòng. Nếu quả thật có hệ thống, vậy nàng một đêm phất nhanh căn bản không phải là mộng. Ngươi đã là hệ thống, vì chứng thực thân phận của ngươi, ngươi trước tiên biến ra một ngàn vạn cho tỷ chơi đùa. Một câu nói của sở chiêu chiêu làm cho hệ thống chỉnh không được. Hệ thống bảo bối, anh là hệ thống, không phải ngân hàng, bây giờ em nên mở cửa đi ra ngoài. Hệ thống vừa dứt lời, cửa v c đã bị gõ vang, ngoài cửa vang lên thanh âm của một người đàn ông. Chiêu chiêu a, à, ngươi đã ở bên trong rất lâu. Sở chiêu chiêu không kịp quản nhiều như vậy, tạm thời buông tha cho ý nghĩ dựa vào hệ thống một đêm phất nhanh của mình. Bị ép mở cửa, sở chiêu chiêu mới phát hiện ngoài cửa có không ít người đứng sở vinh nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của sở chiêu chiêu hỏi chiêu chiêu em không sao chứ ta có thể có chuyện gì sở chiêu chiêu lập tức trả lời sau đó chợt nghe thấy một trận tiếng khóc sức mướt cô nhìn thoáng qua ở giữa sofa có một người phụ nữ thoạt nhìn dịu dàng đang dỗ dành một cô gái đây là chuyện gì xảy ra hệ thống nam là cha ngươi thịnh vinh tập đoàn chủ tịch đại nam tử chủ nghĩa lòng tự trọng rất mạnh trên sofa là mẹ ngươi cùng giả thiên kim sở thiên di hệ thống ấm áp nhắc nhở sở gia người cũng không phải dễ đối phó cho nên ta đề nghị chủ tử vừa mới bắt đầu vẫn là kiềm chế một chút ta cũng có thể ta khóc ta giả bộ đời này ta muốn cảm thụ một chút trà xanh khoái hoạt cậu không có việc gì nhưng cậu đi vệ sinh khiến chúng tôi lo lắng a à, còn chưa trở về nhà chúng ta đã bắt đầu ra vẻ hất mặt cho ai xem sở hoài dương lập tức nói tiếp trào phúng sở chiêu chiêu là thật sở chiêu chiêu nhìn sở hoài dương hắn không nói gì nhìn cái gì mà nhìn ca biết ca soái lần đầu tiên gặp mặt cũng không cần mê luyến ca như vậy được 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 ngón tay vàng đúng không chào các anh thật ngại quá em ở bên trong hơi lâu không biết các anh đã tới sở chiêu chiêu lấy hết dũng khí sau khi nói xong khẩn trương ông bàn tay nhỏ bé nhìn các nam tử trước mắt quả nhiên sở vinh lập tức bắt đầu giáo dục bọn họ hoài dương sao lại nói chuyện với em gái cậu nàng ở bên ngoài nhiều năm như vậy vừa trở về nhà chúng ta cần chậm rãi thích ứng các ngươi dám nói lung tung trực tiếp cho ta đi từ đường quỳ xuống sở hoài an gật đầu những người khác cũng gật đầu phụ họa con biết rồi ba không đúng em gái, vừa rồi không phải cố ý hung dữ với em. tôi chính là cố ý, làm sao vậy? không bằng cậu làm tôi đi. sở vinh thấy thế hài lòng gật đầu, chỉ vào huynh để sở gia lần lượt giới thiệu. chiêu chiêu, đây là đại ca ngươi sở hoài an, nhị ca sở hoài dục, tam ca sở hoài dương. đại ca khỏe, nhị ca khỏe, tam ca ngươi cũng khỏe. a sở chiêu chiêu lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào với bọn họ. chào em gái. Sở Hoài Dục đáp lời, Sở Hoài Dương lập tức trừng mắt nhìn hắn. Đồ chó, làm sao phản bội nhanh như vậy? Sở Thiên Di nhíu mày, chán ghét nhìn nạn một cái. Ngươi đã ở bên ngoài nhiều năm như vậy, nhất định phải mặc giày mày dạng trở về làm gì? Nghe được âm thanh ác độc này, Sở Chiêu Chiêu kinh ngạc nhìn sang. Hệ thống Sở Thiên Di nàng không muốn ngươi về nhà cướp nàng vinh hoa phú quý cuộc sống. Sở gia rất có tiền sao, sau khi trở về ta có thể nằm thẳng sao? Ta không muốn cố gắng, đời này cao thấp phải thể nghiệm một chút cuộc sống xa xỉ dâm dật. Hệ thống Sở gia có chút tiền nhỏ, nhưng là phú quý không thể dâm A ký chủ, cái này giả thiên kim thế nhưng là sẽ hại chết ngươi trước mặt ba vị soái ca, chỉ có ngươi có thể cứu vớt bọn họ. Ba, con thật sự không nghĩ tới có một ngày con còn có thể về nhà. Sở chiêu chiêu khóc nức nở nói, sở vinh cảm thấy đau lòng, khẽ thở dài một hơi sở gia có phải nhà ngươi hay không còn không biết ai biết ngươi có phải là sở chiêu chiêu thật hay không sở hoài dương hừ lạnh một tiếng sau đó liền đứng ở phía sau sở thiên di tam ca ta biết ngươi cùng mùi mùi từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm tốt ngươi hiện tại không tiếp nhận ta ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi sở chiêu chiêu đỏ mắt dường như dây tiếp theo sẽ rơi lệ mùi mùi nếu như ta đột nhiên xuất hiện quấy rầy đến ngươi nguyên bản sinh hoạt, ta trước tiên cho ngươi xin lỗi, nhưng là ta thật sự. Sở chiêu chiêu đi tới trước mặt sở thiên di, nắm tay cô. Tỷ tỷ. Chiêu chiêu, đều là người một nhà. Trình Phi Phi tiến lên ông lấy hai đứa con gái, cũng nghẹn ngào. Hệ thống, nữ nhân này là ai? Hệ thống. Đây là mẹ cậu, Trình Phi Phi. Tôi nói này, diễn vở kịch mẹ con lớn nếu là diễn thì diễn ai đây? Sở Thiên Di phản ứng lại, nói. Chị, là em không tốt, em chiếm ân sủng của ba mẹ nhiều năm như vậy, hại chị Lan Bạc Kỳ Hồ, trải qua phong sương, nếu chị trở lại, ghét bỏ em, em liền lập tức dọn ra ngoài. Thiên Di à, hôm nay chiêu chiêu trở về, chúng ta đều rất vui vẻ, ngươi cũng vậy, lúc này đừng nói như vậy. Sở Vinh nâng kính mắt, ôn nhu nói. Ba mẹ, Hai người còn chưa nhìn thấy giám định thân tử đâu, làm sao biết cô ta chính là Sở Chiêu Chiêu, vạn nhất là người khác giả mạo thì sao?" Sở Hoài Dương vội vã nói, bên tai đều đỏ lên. "Có phải con gái ruột của chúng ta hay không, người làm ca ca như ngươi không nhận ra, người làm cha mẹ chúng ta cũng không nhận ra sao, muốn ngươi ở chỗ này khoe khoang thông minh." Sở Vinh quay đầu răng dạy Sở Hoài Dương, Sở Hoài Dương lập tức thành thật, cúi đầu. "Ghét chết Sở Chiêu Chiêu này." nếu cô ấy trở về em gái sẽ dọn ra ngoài ở bây giờ tốt rồi ba còn nói tôi không phải hệ thống không có a chủ tử đây là sở hoài dương đang nói chuyện đâu chủ tử nhắc nhở ngươi sở thiên di cũng không thích ngươi ngươi cần phải cẩn thận một chút a à, chiêu chiêu nhiều năm như vậy ngươi vẫn lưu lạc bên ngoài cũng không biết ngươi thích ăn cái gì ngươi xem ngươi thích cái gì ngươi liền gọi cái đó sở vinh đưa thực đơn cho sở chiêu chiêu sở chiêu chiêu lập tức nhận lấy Ba mẹ, các anh, các anh có kiên ăn gì không? Hôm nay em gọi món em thích, mặc kệ bọn họ. Trình Phi Phi cười nói, trong mắt tràn đầy thích sở chiêu chiêu. Hệ thống, người sở gia kết cục là cái gì? Hết chương này. Chương 2 Muốn xảy ra tai nạn xe cộ? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 sắp xảy ra tai nạn xe cộ sở chiêu chiêu vừa gọi món vừa tò mò. Hệ thống nhị ca ngươi đời trước hắn yêu nữ chủ kết quả thay nữ chủ gánh tiếng xấu vào ngục giam không thích ngươi nhất chính là tam ca của ngươi bởi vì sở thiên di xảy ra tai nạn xe cộ chết đúng rồi vẫn không nói chuyện chính là đại ca ngươi hắn cũng thích nữ chủ bất quá gánh rất nhiều nợ từ một thiên chi kiêu tử biến thành một con chuột chạy qua đường về phần sở vinh cùng trình phi phi sở gia phá sản sau trình phi phi liền điên rồi bởi vì thiếu đại lượng nợ trả không nổi sở vinh cuối cùng nhảy lầu sở chiêu chiêu nghe xong trong lòng có chút khó chịu nhìn thoáng qua những người đang ngồi làm sao vậy trình phi phi chú ý tới sự thay đổi của sở chiêu chiêu lập tức cầm tay cô không có việc gì ta chính là cảm thấy hết thảy giống như đang nằm mơ sở chiêu chiêu rơi nước mắt mặc dù là bởi vì cảm thấy kết cục của bọn họ đều rất thảm em gái nếu ba mẹ đã đưa em về nhà em cũng đừng nghĩ đến những chuyện không vui lúc trước nữa hoan nghênh em về nhà sở hoài dục đưa khăn giấy lên còn tri kỷ an ủi sở chiêu chiêu sở hoài dương quay đầu đi chỗ khác cũng không nhìn sở chiêu chiêu biểu tình thoạt nhìn rất khinh thường sở thiên di kéo kéo ống tay áo sở hoài dương chuyện gì xảy ra sao lại bắt đầu đau lòng sở chiêu chiêu còn bán thảm cho cô muốn dựa vào chiêu này chiếm được trái tim của ba mẹ đừng mơ tưởng sở thiên di nắm chặt nắm đấm của mình trong lòng đè nén một mồi lửa tỷ tỷ tam ca dị ứng với hành tây tỷ gọi món này tam ca ăn thế nào a à? sở thiên di nói xong đưa cho sở hoài dương một ánh mắt sở hoài dương lập tức tiếp lời đúng vậy con ăn thế nào con dị ứng với hành tây con sẽ khó chịu thế nào ba mẹ cũng biết gọi là gì món này có hành tây không những món khác anh ăn không được sao sở vinh tức giận vỗ vỗ bàn tự hồ cảm thấy sở hoài dương rất không hiểu chuyện. Hảo sở chiêu chiêu ngươi, hôm nay ta nhớ kỹ ngươi. Sở hoài dương thở phì phò nhìn sở chiêu chiêu, đứng lên đóng cửa rời đi. Cha, cha đừng vì con mà trống tam ca, cũng đừng giận tam ca, là con không đúng, nên hỏi rõ mọi người có dị ứng với cái gì không. Sở chiêu chiêu cúi đầu, nghịch ngón tay, thoạt nhìn có chút câu quắp. Chiêu chiêu, mặc kệ nó, hoài dương từ nhỏ đã bị chiêu hư, tính tình rất lớn, hôm nay cũng nên để ba con giáo dục nó một chút trình phi phi trấn an sở chiêu chiêu sở thiên di cắn môi dưới của mình không hiểu vì sao tất cả mọi người đều nghiêng về sở chiêu chiêu rốt cuộc bước nào sai sở chiêu chiêu thật có bản lĩnh a hại tam ca còn bị giáo huấn cũng không biết tam ca có giận chó đánh mèo với ta hay không chị nghe nói chị là diễn viên đóng vai phụ nếu không chị làm ở công ty ở nhà đi cũng tốt hơn chị làm diễn viên lần này ba mẹ nhất định sẽ cảm thấy người sở chiêu chiêu này không đứng đắn không chừng ấn tượng đối với cô sẽ giảm mạnh sở thiên di nói xong chớp chớp mắt lục tục bắt đầu mang thức ăn lên sở chiêu chiêu cũng biết sở thiên di đang suy nghĩ gì cười nhìn sở thiên di em gái anh không phải diễn viên quần chúng anh chính là diễn viên chuyên nghiệp tuy rằng anh không nổi tiếng nhưng anh tin tưởng dựa vào cố gắng của mình sẽ có hội báo chiêu chiêu nói rất đúng năm đó lúc tôi gây dựng sự nghiệp cũng rất khổ từ cái gì cũng không có đến bây giờ cố gắng sẽ có hồi báo sở vinh lộ ra ánh mắt thưởng thức trong giọng nói không ngừng tán thưởng tiếng lòng sở thiên di bị sở chiêu chiêu nghe thấy sở chiêu chiêu cười lắc đầu nếu không nói thuật độc tâm này vẫn tốt hơn nếu như không phải người hiện tại không cho phép sở chiêu chiêu thiếu chút nữa muốn đem sở thiên di nghĩ như thế nào hoàn toàn thay nàng nói ra ba nói rất đúng mỗi lần mẹ nói với con năm đó ba mẹ gây dựng sự nghiệp có bao nhiêu gian nan, con cũng không biết vì sao rất muốn rơi lệ. Sở thiên di che mặt, ô ô khóc lên. Em gái sao chỉ nghe thấy tiếng khóc mà không thấy có nước mắt. Nghe được giọng nói của sở hoài dục, sở chiêu chiêu không nhịn được nở nụ cười, không nghĩ tới anh hai cô lại chú ý đến cô. Ăn cơm cơm, hôm nay là đón chiêu chiêu về nhà, người một nhà chúng ta tiếp phong tẩy trần cho chiêu chiêu sở vinh gấp một miếng tôm lớn đưa tới trong bát của sở chiêu chiêu sở chiêu chiêu lại múc thêm mấy chén canh đưa cho mỗi người trên bàn một chén chiêu chiêu mùi mùi vẫn tốt hơn thiên di mùi mùi ít nhất chiêu chiêu mùi mùi rất săn sóc nha nghe thấy tiếng lòng của sở hoài dục sở chiêu chiêu lập tức cười với hắn sở hoài dục cũng rất vui vẻ anh xem hai đứa nhỏ này thật tốt trình phi phi cảm khái phát ra từ nội tâm tất cả mọi người vui vẻ nở nụ cười chẳng qua nụ cười của sở thiên di thoạt nhìn không có phát ra từ nội tâm như vậy nào chiêu chiêu ăn nhiều một chút món này đại ca ngươi rất thích ăn ngươi nếm thử đi chiêu chiêu đây là chiêu bài của cửa hàng này em ăn nhiều một chút em gái đây là món anh thích nhất em ăn nhiều một chút đừng khách khí hôm nay anh hai trả tiền sở vinh và trình phi phi không ngừng quan tâm sở chiêu chiêu ngay cả sở hoài dục cuối cùng cũng bắt đầu gấp thức ăn cho sở chiêu chiêu sở thiên di ý thức được mình hiện tại có bao nhiêu bất lợi cũng may đại ca và tam ca còn chưa bị sở chiêu chiêu đã động chỉ cần đại ca tam ca đứng về phía ta ta tha thứ cho sở chiêu chiêu cũng không dám làm gì ta đại ca đây là món anh thích nhất sao anh không ăn sở thiên di chủ động quan tâm sở hoài an sở hoài an không lên tiếng sở chiêu chiêu nhìn sở hoài an cẩn thận nói đại ca đồ ăn em gọi không hợp khẩu vị của anh sao Sở Hoài An vẫn không nói chuyện mở miệng, không phải, tôi còn chưa đói bụng. Chiêu chiêu, mặc kệ đại ca và nhị ca con, bọn họ sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, con ăn nhiều một chút. Trình Phi Phi biết tính cách con trai mình, thu xếp bố trí thức ăn cho sở chiêu chiêu. Sở chiêu chiêu gật đầu, gấp tôm đút cho Trình Phi Phi và sở Vinh, hai người đều cảm thấy rất bất ngờ. Người khác đều nói nữ nhi là tri kỷ áo bông nhỏ, lão công ngươi lần này cảm nhận được đi. Trình Phi Phi thoải mái nở nụ cười, Sở Vinh liên tục gật đầu. "Ba, mẹ, chúng ta về nhà đi, trong nhà đã thu dọn xong một gian phòng mới." Ăn cơm xong, Sở Hoài An lập tức tiếp quản chuyện sau đó, đem hết thảy đều an bài gọn gàng ngăn nắp. "Vậy theo như Hoài An nói đi, chúng ta cùng nhau về nhà đi." Sở Vinh rất thưởng thức nhìn Sở Hoài An. Sở Chiêu Chiêu đứng lên, kéo tay Trình Phi Phi. Sở Thiên Di biến sắc, kéo tay kia của Trình Phi Phi, Trình Phi Phi nhìn sở thiên di một chút. Hoài An, ngươi lái xe mang theo hoài dục một chiếc xe, ta cùng mẹ ngươi mang theo hai muội muội một chiếc xe, các ngươi lái xe thời điểm chú ý an toàn. Sở Vinh lên tiếng, sở Hoài An lập tức gật đầu đáp ứng. Lại nói hệ thống, ta ở sở gia sẽ không gặp nguy hiểm phát sinh chứ. Hệ thống. Sẽ không, bởi vì hôm nay cậu không vào sở gia. Vì sao, tôi không xứng sao? thanh âm lạnh như băng của hệ thống làm lạnh trái tim sở chiêu chiêu, biểu tình của sở chiêu chiêu trong nháy mắt động lại. Hệ thống. Bởi vì đợi lát nữa sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Hết chương này. Chương 3. Ta vốn cũng không có sai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3. Tôi không sai có cách nào thoát khỏi tai nạn này không? Hệ thống. Xem ra không được tốt lắm. Được rồi, xem ra trong mạng ta có một kiếp này. Sở chiêu chiêu hít sâu một hơi, còn đang chuẩn bị tiếp nhận sự cố sắp xảy ra này. Đi tới trước xe, sở thiên diên ngồi vào vị trí phó lái, cô đắc ý nhìn sở chiêu chiêu, sở chiêu chiêu đi về phía ghế sau. Chiêu chiêu, ngươi ngồi phía trước. Sở Vinh lên tiếng, sở thiên di chỉ có thể không tình không muốn từ vị trí phó lái xuống. Sở thiên di lại ủy khuất ba ba nói. Tỷ tỷ, ngượng ngùng hỏi đã quên, Bình thường đều là ta ngồi vị trí này đấy, mụ mụ nàng thích ngồi phía sau, cho nên không có việc gì, ngươi ngồi ta ngồi đều giống nhau. Thiên Di hôm nay sao lại không hiểu chuyện như vậy, bình thường cô ấy cũng không như vậy. Thiên Di, lên xe đi. Trình Phi Phi ôn nhu nhìn Sở Thiên Di, Sở Thiên Di khẽ cắn môi, ngồi vào ghế sau. Sở Chiêu Chiêu cũng không cảm thấy ghế lái phụ có gì đặc biệt, hơn nữa cô biết lát nữa sẽ xảy ra tai nạn xe cộ trong lòng còn có chút khẩn trương khi nào thì xảy ra tai nạn xe cộ hệ thống chủ tử nhanh bất quá ta đề nghị ngươi đợi lát nữa nhớ che mặt của ngươi bởi vì ngươi qua một thời gian ngắn còn có cái thông cáo đây cảm ơn lời nhắc nhở ấm áp của em anh sẽ làm sở chiêu chiêu nói xong đã chuẩn bị sẵn sàng cũng không lâu sau xe quả nhiên xảy ra chút vấn đề sao lại thế này ông xã sao anh không phanh lại vừa rồi là đèn đỏ mà Trình Phi Phi nhìn đèn đỏ vừa rồi, có chút kinh ngạc. Sở Vinh cắn răng, gian nan nói. Cậu cho rằng tôi không muốn thắng xe sao, cái thắng xe này hình như xảy ra vấn đề, tôi đạp thắng thế nào cũng vô dụng. Đến rồi đến rồi, không ngờ sở thiên di lại động tay động chân, cô thật sự không sợ xảy ra chuyện lớn gì. Hệ thống Chủ tử, chú ý thủy tinh trước mặt ngài, lát nữa sẽ vỡ. Sở thiên di lập tức cầm tay trình phi phi, Hư tình giả ý nói. Ba mẹ, bây giờ con lập tức gọi điện thoại liên lạc, ba mẹ đừng sợ, ba chú ý lái xe một chút. Ta làm sao chú ý một chút, đợi lát nữa đụng phải người thì làm sao bây giờ. Trong lòng sở vinh vô cùng sốt ruột, gấp đến độ hắn cũng trống giận. Tôi nói phải làm cho xe có chút vấn đề, đám người này sao lại động tay động chân trên thắng xe A, thật sự là ngốc muốn chết, nếu thật sự xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ làm bị thương ba mẹ thì làm sao bây giờ ý thức được sở thiên di cũng không biết thắng xe sẽ xảy ra vấn đề sở chiêu chiêu cảm giác được sở thiên di ngu xuẩn ông xã thắng xe vẫn không được sao không có phản ứng a làm sao bây giờ làm sao bây giờ sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ làm bị thương sở chiêu chiêu thì thôi tốt nhất là để mặt cô ấy bị cạo hoa chỉ có điều nếu ba mẹ có chuyện gì không hay xảy ra anh trai tra ra nhất định sẽ tra được trên đầu tôi sở vinh luống cuống sở thiên di cũng luống cuống ba đoạn đường này không có người và xe chúng ta trực tiếp đụng vào hàng rào phòng hộ đi sở chiêu chiêu nghĩ ra một biện pháp sở vinh cảm thấy khả thi xe bị ép dừng lại mà sở chiêu chiêu đã sớm có chuẩn bị che chở mặt mình mặc dù kính chắn gió phía trước vỡ nát mảnh vỡ cũng chỉ để lại vết xước trên cánh tay cô không để lại vết xước trên mặt cô sở vinh thì tương đối nghiêm trọng tráng nặng nề đụng vào tay lái trên mặt còn có vết xước lớn nhỏ, trán trực tiếp chảy máu, trong kính mắt sở vinh cũng vỡ, cũng may không bị thương đến mắt. Trình Phi Phi sợ tới mức thét chói tai, cùng sở thiên di ở ghế sau gắt gao ông cùng một chỗ, không giống nhau chính là, sở thiên di ngã vào trên người Trình Phi Phi, thoạt nhìn giống như đang giúp Trình Phi Phi ngăn cản cái gì. Lão công, chiêu chiêu, hai người không sao chứ. Trình Phi Phi lập tức quan tâm sở Vinh và sở chiêu chiêu, thấy bọn họ đều chảy máu, lập tức hét lên trình phi phi kinh hô một tiếng thiên di mau gọi xe cứu thương ba và chị em đều bị thương mẹ tay con đau trong mắt sở thiên di ngấn lệ không biết là đau thật hay đau giả nhưng trình phi phi giống như không nghe thấy tự mình lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương sở thiên di phát ra âm thanh tư cáp nhưng vẫn không quên quan tâm sở vinh cùng trình phi phi xe của bọn họ xảy ra tai nạn ở vùng ngoại ô, cảnh sát giao thông và xe cứu thương đến đây còn một lúc nữa, bọn họ cũng không dám tùy tiện động đậy, sở chiêu chiêu ở trên xe sờ xem có băng gạc gì không, chỉ có điều cô không thu hoạch được gì. Sở chiêu chiêu nhẫn tâm, kéo ống tay áo của mình xuống, đưa cho sở Vinh, nói. Ba, ba che trước một chút, xe cứu thương sẽ đến ngay. Vốn định hại sở chiêu chiêu gặp chuyện không may, lần này thì tốt rồi, biến khéo thành vùng sở chiêu chiêu cậu thật sự khiến người ta chán ghét sở thiên di cậu cũng vậy thật sự là ngốc muốn chết ba xe cứu thương sắp tới rồi bây giờ ba còn có chỗ nào không thoải mái sao trước mắt người sở gia ngoại trừ sở hoài dương và sở thiên di đối với nàng cũng coi như có thể sở chiêu chiêu cảm thấy quan tâm sở vinh cũng không có gì anh không sao chứ anh nhìn tay anh xem đều bị cạo hết rồi sở vinh quan tâm rất tỉ mỉ sở chiêu chiêu thừa nhận nàng bị đả động. Hệ thống Chủ tử, xe cứu thương sắp tới, đợi lát nữa xuống xe ngươi nhớ trước giả bệnh A, bằng không sở thiên di lại muốn dở trò xấu. Có lẽ là thấy bầu không khí giữa sở vinh và sở chiêu chiêu quá tốt, sở thiên di ở ghế sau gào khóc kêu đau, thậm chí còn khóc nức nở. Được A, sở thiên di muốn cùng ta so diễn xuất đúng không, cho ngươi kiến thức cái gì là diễn xuất của ảnh hậu. Ba mẹ, cánh tay con đau, vừa rồi những mảnh vỡ kia hẳn là đâm vào trong cánh tay của con ba mẹ làm sao bây giờ a à? con có thể hay không chết a à? nói xong sở chiêu chiêu liền đưa cánh tay cho sở vinh xem chiêu chiêu đến mẹ xem một chút trình phi phi vừa nghe sở chiêu chiêu kêu đau ngồi không yên tâm cũng thắt lại cảm giác mắc nợ sở chiêu chiêu thoáng cái chiếm cứ đại não trình phi phi xe cứu thương sao còn chưa tới ba mẹ con đau quá sở chiêu chiêu len lén nhìn sở thiên di một chút, sắc mặt của nàng thoạt nhìn không tốt lắm, trưởng đến nhanh phát xanh. Quả nhiên, qua một lúc xe cứu thương thật sự tới, chẳng qua vị trí có hạn, một lần chỉ có thể mang đi hai người. Ba mẹ, hình như con bị thương ở chỗ khác, hiện tại con rất khó chịu. Sở thiên di chưa từ bỏ ý định, còn đang giải chết. Thiên di Sở Vinh nhìn ra sở thiên di đang giả bộ, không vui nhìn sở thiên di bác sĩ chồng và con gái tôi bị thương khá nặng hai người đưa họ đến bệnh viện kiểm tra trước đi trình phi phi không nhìn lời sở thiên di ánh mắt vẫn nhìn sở vinh và sở chiêu chiêu em gái cậu không nghiêm trọng cậu và tôi đi bệnh viện trước đi sở vinh ôn nhu nói với sở chiêu chiêu sở chiêu chiêu gật đầu ba ba sao lại đối xử với con như vậy bình thường nếu con kêu đau ba lập tức khẩn trương lên ba ba có phải chán ghét con hay không Thấy Sở Thiên Di vẫn nhìn mình, Sở Chiêu Chiêu một bên kêu đau một bên ngã vào trong ngực Sở Vinh, đôi mắt to ngập nước nhìn Sở Vinh, Sở Vinh cũng không để ý tới mình, vội vàng bảo nhân viên y tế làm kiểm tra cho Sở Chiêu Chiêu. Sở Chiêu Chiêu, tiện nhân nhà ngươi, thật có tâm cơ a. À? Hết chương này. Chương 4. Tạm thời bị đổi vai diễn. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 4 tạm thời bị đổi nhân vật xe cứu thương mang theo sở vinh và sở chiêu chiêu đi bệnh viện để lại sở thiên di và trình phi phi hai người chỉ có thể nhìn xe cứu thương đi xa đứng tại chỗ chờ xe cảnh sát đến sở thiên di không cam lòng cắn chặt môi dưới trình phi phi kéo cô cô hất tay trình phi phi ra thiên di em đứng đó giọng nói của trình phi phi nghe có chút tức giận cô nhìn chăm chú sở thiên di sở thiên di ý thức được cử chỉ vừa rồi của mình không đúng nhưng cũng không còn kịp rồi, nàng chỉ có thể vò 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 nát. Mẹ, rõ ràng con cũng bị thương, tại sao mẹ chỉ quan tâm sở chiêu chiêu, là bởi vì có con gái ruột, con gái giả này không quan trọng sao? Trình Phi Phi tác vào mặt sở thiên di, tức giận đến phát trung. Anh và ba em mấy năm nay bạc đãi em sao, chiêu chiêu vừa mới trở về, chúng ta quan tâm cô ấy làm sao, em như vậy cũng muốn tranh giành tình nhân sao? Trình Phi Phi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nữ nhi bình thường luôn nhu thuận hôm nay cư nhiên lộ ra bộ mặt này. Mẹ, mẹ đánh con, từ nhỏ đến lớn con phạm phải sai lầm gì mẹ cũng chưa từng đánh con, hôm nay mẹ lại vì sợ chiêu chiêu mà đánh con. Sở thiên di khóc đến tê tâm liệt phế, rất không thể chấp nhận sự thật này. Trình Phi Phi nhắm mắt lại, chỉ vào sở thiên di nói. Thiên di, ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi là ngươi, rõ ràng là rõ ràng, ngươi bây giờ lại ghen tị rõ ràng, ngươi. Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng tức giận, con xin lỗi chị, chờ chị về con sẽ xin lỗi chị. Có lẽ là một tác này để cho Sở Thiên Di học ngoan, Sở Thiên Di lập tức thành thật. Sở Thiên Di khóc khẩn cầu Trình Phi Phi tha thứ. Nhưng lúc này Trình Phi Phi đang nổi giận, làm sao có thể để ý đến cô. Ở trên xe cứu thương, lúc nhân viên y tế dùng nhíp rửa sạch mảnh thủy tinh vỡ trên người Sở Chiêu Chiêu, Sở Chiêu Chiêu đã cảm thấy không còn hứng thú nữa hệ thống khi nào tôi có thể vào đoạn quay phim a tôi cảm giác cứ tiếp tục như vậy tôi ở sở da sẽ gây ra không ít chuyện sở chiêu chiêu cắn răng nghiến răng nghiến lời hô hệ thống cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác chỉ là bởi vì xử lý vết thương này quả thật tương đối đau nhớ tới chính mình trước kia một chút cũng không sợ đau xem ra nguyên thân chủ nhân vẫn là rất sợ đau hệ thống từ đầu đến cuối không trả lời sở chiêu chiêu sở chiêu chiêu cảm thấy không thú vị giống như quả bóng cao su nhục chí xử lý xong vết thương liền bắt đầu móc ngón tay lên chơi chiêu chiêu còn có chỗ nào không thoải mái sao sở vinh quan tâm hỏi sở chiêu chiêu lắc đầu không lên tiếng may mắn ngươi che mặt nếu không a à. sở vinh cảm thấy có chút sợ hãi cũng may sở chiêu chiêu không có chuyện gì sở chiêu chiêu vì an ủi sở vinh nói ba không phải con đã chặn mặt trước rồi sao sẽ không ảnh hưởng đến mặt của con đâu, ba đừng lo lắng. Chiêu chiêu, ba thay thiên di xin lỗi con, nếu hôm nay bà ấy khiến con có chỗ nào không thoải mái, con cũng đừng trách bà ấy, bà ấy kỳ thật không có ác ý. Nếu như không phải sở chiêu chiêu biết sở thiên di trong lòng nghĩ như thế nào, có lẽ những lời này nàng thật sự sẽ tin tưởng. Người khác đều nói máu mũ tình thâm, sở chiêu chiêu cảm thấy mặc dù trước mắt sở Vinh và Trình Phi Phi đều đối xử với cô rất tốt, nhưng sâu trong nội tâm, bọn họ có lẽ không tín nhiệm cô như vậy ba em gái là đứa nhỏ hai người nuôi lớn nó cũng là một phần tử trong nhà chúng ta nếu như con là nó đột nhiên xuất hiện một người chị con có thể làm còn quá phận hơn nó sở chiêu chiêu nói một câu trái lương tâm sinh động bầu không khí nếu không là nghĩ sở thiên di cũng nói không ít trái lương tâm những lời này nàng làm sao cũng nói không nên lời thở phào nhẹ nhõm sở chiêu chiêu nhớ tới những lời hệ thống nói sở chiêu chiêu gằn từng chữ có lẽ ta không có năng lực này để thay đổi kết cục của các ngươi hệ thống nói cô có thể thay đổi mạng sống của ba người anh trai nhưng sở chiêu chiêu hiện tại đang suy nghĩ nếu như cô căn bản không thể hòa nhập vào sở gia nếu như bọn họ căn bản không nghĩ tới bị người khác thay đổi vận mệnh của mình vậy tất cả những gì cô làm chỉ là phí công cô cần gì phải như vậy chứ chiêu chiêu ngươi đang nói cái gì vậy sở vinh không hiểu cha con suy nghĩ một chút con vẫn không thích hợp trở lại sở gia bây giờ hôm nay con tức giận bỏ chạy tam ca mùi mùi cũng bởi vì tâm tình con không tốt con cũng không muốn làm người đáng ghét chuyện con về sở gia vẫn là nói sau đi sở chiêu chiêu nói xong thoải mái nở nụ cười sở vinh trầm tư thật lâu sau đó mới gật đầu trong lòng đã có ý nghĩ của mình ủy khuất rõ ràng xem ra hoài dương và thiên di bị chiều hư vì tốt cho chiêu chiêu vẫn nên tôn trọng suy nghĩ của Chiêu Chiêu trước đi. Biết sở Vinh đang suy nghĩ cho mình, trong lòng sở Chiêu Chiêu lại rối rắm. Đến bệnh viện, làm một cái kiểm tra, sở Chiêu Chiêu không có vấn đề gì, chỉ là sở Vinh tương đối phiền toái. Trong lòng sở Chiêu Chiêu rất rối rắm, gửi một tin nhắn về nhà, cấp tốc rời khỏi bệnh viện. Hệ thống Chủ tử, ngài lên hot search rồi. Sở Chiêu Chiêu còn chưa ra khỏi bệnh viện, hệ thống đã truyền đến tin tức mới. Không phải là đen tôi chứ? Hệ thống. Chủ tử ngươi tự mình xem đi. Sở chiêu chiêu mở Weibo ra xem, trên mạng lại nói sở chiêu chiêu vì tài nguyên của một bộ phim mới liều mạng muốn nhận nhau với sở gia. Đám cư dân mạng này, thật biết bị chuyện. Sở chiêu chiêu ngoài miệng phun tào, nhưng vẫn nhìn bình luận của cư dân mạng. Cư dân mạng nói về tài nguyên của bộ phim, điều này rất quan trọng với tôi hệ thống một bộ dân quốc kịch chủ tử ngươi là nữ tam chỉ bất quá hiện tại nữ chính đối với ngươi không hài lòng muốn đem ngươi đổi trên thế giới này không có tình thân không sao không có người yêu cũng không sao nhưng không thể không có tiền sở chiêu chiêu mất bình tĩnh trong lòng bắt đầu tính toán sở chiêu chiêu sẽ không phải là biết sở gia đầu tư tình yêu của ta cho nên mới đáp ứng quay về sở gia đi nếu là như vậy thì con gái sở gia nuôi cũng quá thảm đi có đùi ôm hay không ôm, sở chiêu chiêu cũng không phải kẻ ngốc, cô mới là con ruột. về nhà không thành vấn đề chứ? người không có thực lực chỉ có thể dựa vào phương thức này, cũng chính là ngươi mệnh tốt, không cố gắng như chính chủ nhà ta. nhìn những bình luận này, sở chiêu chiêu không nhịn được nở nụ cười, trong lòng toát ra một ý niệm. công ty tôi tên là gì và ở đâu? sở chiêu chiêu hiện tại khẩn cấp muốn bắt đầu thực thi hệ thống chủ tử ngươi ký hợp đồng chính là đột tin giải trí, sở gia công ty gọi thịnh vinh tập đoàn. Nếu hôm nay ánh mặt trời tốt như vậy, ta đây liền đi đại náo thiên cung lấy lại thuộc về ta hết thảy. Sở chiêu chiêu nói xong liền đón một chiếc taxi. Hệ thống. Chủ tử ngươi kiềm chế một chút, ta không có cơ chế hồi sinh. Trước cửa lớn của đột tin giải trí, hệ thống vẫn không nhìn được khuyên nhủ sở chiêu chiêu. Sở chiêu chiêu ở trong lòng cho hệ thống một cái xem thường sau đó sải bước bước vào cái cửa lớn này. thể công tác của anh đâu? chỉ có điều, sở chiêu chiêu chưa tiêu sái được mấy giây, cô bị bảo vệ ngăn lại. cái này đột tin giải trí như vậy không làm người sao? ta mặc dù là 18 tuyến hồ đậu, nhưng là cũng muốn cho ta công tác bài đi. hệ thống. chủ tử kỳ thật trên mạng bình luận về ngươi vẫn luôn không tốt lắm. đột tin giải trí đối với ngươi đã là buông tha. sở chiêu chiêu gào thét trong lòng nhưng chỉ có thể khách khí cười với bảo vệ cuối cùng sở chiêu chiêu không thể vào tòa nhà vì không có thể công tác bất quá sở chiêu chiêu cũng không phải là người tùy ý từ bỏ cam hưu gì trong tầm mắt của cô đi ra một người đàn ông đeo khẩu trang đen mặc áo khoác đen tuy rằng khí chất đàn ông rất xuất chúng nhưng sở chiêu chiêu vẫn không để ở trong lòng anh đẹp trai giúp một việc mười vạn cấp bách sở chiêu chiêu lập tức kéo tay người đàn ông nói người đàn ông dùng dư quan nhìn sở chiêu chiêu không nói gì sở chiêu chiêu cứ như vậy đi vào cửa công ty vừa vào cửa sở chiêu chiêu lập tức hất tay người đàn ông ra sau đó xin lỗi xin lỗi chỉ có điều hiện tại tôi quả thật có việc hữu duyên giang hồ gặp lại tôi xin cáo từ trước nếu như tôi muốn nháo tôi muốn tìm ai tin tốt người vào công ty tin xấu không quen thuộc với công ty hệ thống chủ tử phòng họp hiện tại đang họp. Nếu hệ thống đã nói đến phần này, vậy sở chiêu chiêu đương nhiên là hùng hùng hổ hổ vọt tới phòng họp. Hào sản đẩy cửa phòng họp ra, sở chiêu chiêu trực tiếp ngồi xuống. Sở chiêu chiêu cậu tới làm gì? Người đại diện tỏ vẻ khó hiểu nói. Sở chiêu chiêu bình tĩnh nói. Rõ ràng dân quốc khí nói tôi là nữ ba, sao lại đổi người? Người đại diện mỉm cười, nói đoàn diễn viên chính cảm thấy năng lực và bình luận của cô không thích hợp làm nữ tam bộ phim này rất quan trọng họ không muốn có người phá hỏng bộ phim các anh nói bình luận của tôi không tốt tôi nhìn các anh xem phim của tôi rồi sao đã nói năng lực của tôi không được sở chiêu chiêu nghiêng đầu hỏi người đại diện người đại diện nghẹn lời trên thực tế sở chiêu chiêu căn bản chưa từng quay phim gì lúc trước quay đều là một ít phim khách mời trên mạng người khác đều không tiện nói ra sở chiêu chiêu ngược lại đúng lý hợp tình nói ra bọn họ chưa xem tôi xem rồi diễn của anh quả thật không tệ sở chiêu chiêu nghe thấy giọng nói này quay đầu lại ồ đây không phải là người đàn ông vừa rồi sao người đàn ông này là ai vậy hệ thống đây là nam chính tên là hứa tự chủ tử tôi nghĩ anh biết hắn là ai khá lắm nam chính đều xuất hiện nữ chính còn có thể xa sao sở chiêu chiêu điều chỉnh biểu tình của mình xấu hổ cười cười. Hứa ca, đây là sở chiêu chiêu, kịch dân quốc vốn định ra nữ tam, chẳng qua các ngươi nói không hài lòng, cho nên chúng ta quyết định đổi người, người đại diện vội vàng giải thích. Hứa tự gật đầu ngồi xuống, sau đó nhìn sở chiêu chiêu nói. Tôi không biết cô diễn thế nào, nhưng vở kịch vừa rồi của cô thật ra rất tệ. Cái vừa rồi không thể đánh đồng với diễn xuất của tôi, cảm ơn. Sở chiêu chiêu nói xong lộ ra một nụ cười lễ phép không biết vì sao sở chiêu chiêu luôn cảm thấy thái độ của hứa tự đối với cô không tốt lắm không phải nguyên thân này lúc trước làm cho người ta chán ghét a à? như thế nào thái độ của người người đối với nàng đều không tốt a à? bộ dạng này ta như cá muối ăn lẫn chờ chết a à? vai nữ ba vẫn phải đổi người để sở chiêu chiêu diễn vai đó đi hứa tự cục mắt nói người đại diện và nhà sản xuất lập tức đồng ý nhân vật nữ ba cứ như vậy bỏ chạy trước mắt sở chiêu chiêu nếu không đây là ở công ty cô thật sự rất muốn đập đồ trên bàn vào mặt nhà sản xuất và người đại diện sau đó chỉ vào bọn họ nói bọn họ có mắt không trồng diễn viên nào sở chiêu chiêu theo bản năng hỏi người đại diện thấy sở chiêu chiêu cũng không náo loạn liền nói cùng nữ chính có chút diễn chung ở trong phim xuất hiện không nhiều lắm chỉ là một cô gái được chủ gánh hát thu dưỡng nuôi lớn tiếp nhận gánh hát chẳng qua sau đó chết thảm một nhân vật hệ thống hệ thống bộ phim này không có hố chứ hệ thống chủ tử đây là ngươi phát động cố sự tuyến ta không có biện pháp đoán trước có hay không hố ta không biết nhưng là ta biết ngươi không có tiền sở chiêu chiêu cười với người đại diện được có cảnh quay là được con người tôi chính là thích quay phim vừa dứt lời tiếng cười của hứa tự liền truyền vào trong lỗ tai sở chiêu chiêu sở chiêu chiêu nhìn hắn trực tiếp rời khỏi phòng họp sở chiêu chiêu vừa định rời khỏi công ty, sở chiêu chiêu đã bị người gọi lại, sở chiêu chiêu quay đầu nhìn nguồn gốc của âm thanh. Ngươi là? Sở chiêu chiêu nghi hoặc hỏi. Nữ nhân cười cười giới thiệu chính mình. Ta là lâm mặt nhất người đại diện, nàng để cho ta tới nói cho ngươi, bộ phim này đối với nàng mà nói thật sự rất trọng yếu, cho nên nàng không thể không đem ngươi từ nữ ta mặt trên thay xuống. Lâm mặt nhất là ai? Hệ thống. Đây là nữ chính sở chiêu chiêu lập tức nở nụ cười, sau đó thử hỏi. Tôi làm sao vậy, nhất định không thể để tôi diễn vai nữ ba. Cái này, bởi vì bộ phim này có thể sẽ ảnh hưởng đến việc bình chọn giải thưởng của mặt nhất, cho nên cô ấy cần nữ hai nữ ba đều là người có sức ảnh hưởng. Người phụ nữ nói xong nhìn phản ứng của sở chiêu chiêu, thấy sở chiêu chiêu không có đại náo mới yên lòng. Hết chương này. Chương 5 Nhân sinh như kịch bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 5. Cuộc đời như vở kịch cô ấy đã đổi rồi, sao bây giờ mới nói với tôi, sao không tự mình nói với tôi để cô nói với tôi." Người phụ nữ kiên trì nói. mặt Nhất bây giờ đang ở phim trường, cô ấy vẫn rất bận. Sở Chiêu Chiêu nở nụ cười, nói: "Ở phim trường rất bận, nhưng tôi vừa đến công ty náo loạn cô ấy liền biết ngay, thoạt nhìn cũng không phải bề bộn nhiều việc a." À. Mặc kệ nói thế nào, Mặt nhất bảo tôi nói với anh một tiếng không xứng đáng, hy vọng sau này mọi người vẫn là bạn tốt. Người phụ nữ nói xong liền rời đi, không cho sở chiêu chiêu thêm thời gian nói thêm một chữ. Sở chiêu chiêu vuốt cầm suy nghĩ, bạn tốt. Người phụ nữ xoay người nói với Lâm Mặc tình huống bên này, Lâm Mặc nghe xong thản nhiên nói. Xem ra khoảng thời gian này đã khiến cô ấy có chút đầu óc. Vẫn nên để mọi người ở trường quay nghiêm khắc một chút. Đừng để sở chiêu chiêu biết vì sao chúng ta thay đổi cô ấy, người phụ nữ lo lắng nói. Lâm mặt nhất tự hồ rất là khinh thường, không nhanh không chậm nói. Cái này có cái gì, cho dù sở chiêu chiêu biết, thì có thể thế nào, cánh tay luôn vặn không lại đùi. Bên này lâm mặt vừa chướng mắt sở chiêu chiêu, sở chiêu chiêu cũng không biết, nhưng sở chiêu chiêu tin tưởng lâm mặt không phải là người tốt. Nếu nàng là người tốt, sẽ không làm hại ba ca ca chết thảm sở chiêu chiêu trong lòng đối với lâm mặt nhất tò mò tới cực điểm sở chiêu chiêu kéo lê thân thể mệt mỏi trở về căn hộ nhỏ của mình có nên nói hay không căn hộ này so với căn hộ cô thuê ở thế giới khác tốt hơn rất nhiều anh nói sở gia có thể cho tôi tiền hay không đừng để tôi trở về tôi đột nhiên cảm thấy nơi này cũng không kém gọi đồ ăn bên ngoài cũng rất thuận tiện dưới lầu còn có rạp chiếu phim gì đó rất tốt à hệ thống lý tưởng rất đầy đặn hiện thực rất cốt cảm. Sở chiêu chiêu nằm trên sofa gọi đồ ăn bên ngoài, thuận tiện đắp mặt nạ cho mình. Tôi đi, mặt nạ này rất đắt, lúc trước tôi phát tiền thưởng tôi cũng không nỡ mua, xem ra nguyên thân đối với mình cũng không keo kiệt. Sở chiêu chiêu lật đồ trên tủ trang điểm, kinh ngạc tháng phục. Sở chiêu chiêu thở dài nói. Tôi biết ngay ngôi sao chưa bao giờ dùng cái gì để thay thế, đều là đại bài. Sở chiêu chiêu ở trong thư phòng lấy ra một ít kịch bản, đại khái đều là nguyên thân trước đó quay qua tiểu võng kịch, sở chiêu chiêu ở trên mạng tra xét những tiểu võng kịch này. Mỗi một quyển kịch bản trên nguyên thân đều viết lý giải của mình, hơn nữa kỳ thật xem kịch bản, nguyên thân hẳn là rất có thiên phú diễn xuất, nhưng không biết vì cái gì, đoạn ngắn của nàng luôn bị giảm lại giảm. Tiếng len ken vang lên, sở chiêu chiêu tưởng là đồ ăn bên ngoài, đắp mặt nạ liền đi lấy đồ ăn bên ngoài. Cửa vừa mở ra, là sở Hoài An và sở Hoài Dương đại ca tam ca sao các ngươi lại tới đây, mau vào đi. Sở chiêu chiêu nghiêng người nói. Sở hoài dương biểu tình thoạt nhìn rất khó chịu, tự hồ muốn nói cái gì, sở hoài an thì là thoạt nhìn sắc mặt bình tĩnh không hề gần sống. Sở chiêu chiêu rót cho đại ca nhị ca một ly nước, hỏi. Đại ca, tam ca, sao hai người lại tới đây? Ba gọi điện thoại cho Hoài Dương, bảo Hoài Dương tới xin lỗi con. Sở Hoài An bình tĩnh nói, sau đó nhường một vị trí cho Sở Hoài Dương. Sở Chiêu Chiêu có chút thụ sủng nhược kinh, lui về phía sau hai bước. "Tam ca, huynh đừng, huynh không cần xin lỗi. Hôm nay con tới xin lỗi không phải là nể mặt cha, mà là nể mặt cha." Sở Hoài Dương nghiêm nghị nói, vẻ mặt thoạt nhìn rất là phẫn nộ. "Sở Hoài Dương." Sở Hoài An cho Sở Hoài Dương một ánh mắt, Sở Hoài Dương lập tức thành thật nói một câu không đúng sở chiêu chiêu tuy rằng không hiểu sở hoài dương là người như thế nào nhưng lời xin lỗi này cô khẳng định không thể chấp nhận nếu tiếp nhận hiểu lầm với sở hoài dương thì càng lớn hơn nếu không là biết sở hoài dương bị sở thiên di mê hoặc sở chiêu chiêu thật sự ước gì đem sở hoài dương đánh cho hạ giận một trận đại ca tam ca lát nữa em sẽ nói với ba không có việc gì tam ca không cần xin lỗi em cảm thấy tam ca như vậy rất thẳng thắn sở chiêu chiêu nói tốt vẻ mặt sở hoài dương quả nhiên chuyển biến tốt hơn một chút ý thức được sở hoài dương ăn bộ này sở chiêu chiêu lại tiếp tục nói anh ba thương em gái lúc này mới bảo vệ thiên di em biết anh ba rất tốt dáng dấp cũng đẹp trai sao em lại giận anh ba chứ con đã nói chiêu chiêu mùi mùi sẽ không giận con mà mẹ xem ba còn không tin nghe thấy sở chiêu chiêu khen ngợi sở hoài dương lập tức sửa miệng vẻ kiêu ngạo vừa rồi cũng không thấy sở chiêu chiêu này cũng không kém như thiên di nói ít nhất vẫn có chút ánh mắt ít nhất bổn thiếu gia ta lịch sự sở hoài dương đánh giá sở chiêu chiêu cảm thấy sở chiêu chiêu cũng không chướng mắt như vậy sở chiêu chiêu nghe thấy trong lòng sở hoài dương đang suy nghĩ gì xấu hổ cười cười sở hoài an mặc dù không biết đây là làm sao vậy nhưng là nếu sở vinh cho nhiệm vụ hoàn thành hắn cũng liền cảm thấy không thẹn với lương tâm chiêu chiêu căn hộ nhỏ này của em không được hôm nào anh sắp xếp cho em một căn nhà lớn. Sở Hoài Dương không khách khí ngồi trên sofa, ghét bỏ phòng không được. Sở Chiêu Chiêu lật chút đồ ăn vặt đi ra, dỗ dành Sở Hoài Dương nói. Tam ca, không cần, chỗ này em ở đủ rồi, nếu rảnh rỗi anh mang chút đồ ăn ngon đến thăm em là được. Hai người xem như tiêu tan hiềm khích lúc trước, ngay tại thời điểm bọn họ trò chuyện vui vẻ hòa thuận, Sở Hoài An đột nhiên mở miệng. Tôi xem ủi bộ hôm nay a mạc đại ca anh nghe em giải thích sở chiêu chiêu tới gần sở hoài an sở hoài an dịch sang bên cạnh sở hoài an bình tĩnh nhìn sở chiêu chiêu gằn từng chữ nói gần đây dư luận về anh đối với cổ phiếu sở gia sẽ có ảnh hưởng tôi hy vọng anh chú ý một chút đừng để những tin đồn này ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty lại tới lại tới trong đầu đại ca ngoại trừ cổ phiếu thì chính là công ty ai thích nghe hắn nói chứ vâng đại ca, sau này em nhất định chú ý, chỉ có điều em cũng không khống chế được, em sẽ cố gắng hết sức. Sở chiêu chiêu cười hì hì nói, sở hoài an cũng không nói thêm gì nữa. Em gái, em ký hợp đồng ở công ty nào vậy? Sở hoài dương thuận miệng hỏi một câu, nghe thấy sở chiêu chiêu ký hợp đồng sau giải trí đột tin kích động vỗ vỗ đuôi. Tôi quen công ty này, muốn vai gì, nói với anh một tiếng, anh giải quyết cho em trong lúc bất chợt biết được mình còn có mối quan hệ này trong lòng sở chiêu chiêu mừng như điên nhưng nàng rất nhanh đè nén cảm xúc của mình tam ca cảm ơn hảo ý của ngươi ta vẫn là muốn dựa vào chính mình cố gắng bằng không ta liền thật giống trên mạng truyền bá như vậy không chừng còn có thể ảnh hưởng nhà chúng ta cổ phiếu sở chiêu chiêu nói xong nhìn sở hoài an hắn tựa hồ không quan tâm bọn họ đang nói chuyện gì sở hoài dương tiến đến bên cạnh sở chiêu chiêu thần thần bí bí nói cho nên nói những thứ trên mạng đều là giả tam ca ngươi xem ta giống như trên mạng sao sở chiêu chiêu bất đắc dĩ hỏi tam ca đương nhiên biết đó là giả đây không phải là hỏi ngươi sao tam ca ngươi thông minh như vậy làm sao có thể không phân biệt được sở chiêu chiêu lập tức nói lời hay của sở hoài dương nàng phát hiện sở hoài dương kỳ thật rất dỗ dành khó trách sở thiên di chỉ có thể đắn đo sở hoài dương cuối tuần bác lộ sẽ tới nhà ăn cơm có thể cháu chưa gặp bác lộ, đến sớm một chút. Sở Hoài An nói xong liền đứng lên chuẩn bị đi, sở chiêu chiêu biểu môi, cảm thấy khó hiểu. Anh, bác lộ tới nhà ăn cơm sao anh gọi bác ấy vậy, bác lộ là khách quý mà. Sở Hoài Dương nhỏ giọng nói. Sở chiêu chiêu lập tức vẫn tai nghe, sau đó như có điều suy nghĩ cười cười. Sở Hoài An cho sở Hoài Dục một ánh mắt, sở Hoài Dục lập tức câm miệng, hai người rời khỏi nhà trọ của sở chiêu chiêu. Đường bá bá này rất quan trọng sao? Hệ thống Dưới trướng bác lộ có một công ty, tên là Độc tin Giải trí, cậu hẳn là hiểu ý của tôi rồi chứ? Xem ra tôi có cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Trong lòng sở chiêu chiêu bắn pháo hoa, cao hứng ngâm nga một bài hát. Chẳng qua một giây sau cô đã lo lắng, không phải bác lộ cũng không thích mình chứ. Đang nghĩ ngợi, chuông cửa lại vang lên, sở chiêu chiêu xuyên qua mắt mèo nhìn một chút, là đồ ăn bên ngoài tới lập tức đem suy nghĩ vừa rồi ném ra sau đầu tiếp nhận đồ ăn bên ngoài ăn ngấu nghiến ăn xong thức ăn bên ngoài việc đầu tiên sở chiêu chiêu làm chính là đem kinh nghiệm nguyên thân sắp xếp lại một lần chuyên ngành của đại học nguyên thân lại là biên đạo ngoài ý muốn trở thành một diễn viên sở chiêu chiêu còn phát hiện kịch bản nguyên thân lưu lại chẳng qua là kịch bản chưa hoàn thành trong lòng sở chiêu chiêu xúc động cho dù nguyên thân mấy năm nay thật ra cũng không tốt cô cũng không nghĩ tới việc từ bỏ giấc mộng đạo diễn của mình, cho dù kịch bản có tệ hơn nữa, nhân vật có bình thường hơn nữa, Nguyên Thân cũng sẽ nghiêm túc quay xong. Như vậy vấn đề tới rồi, nếu Nguyên Thân cố gắng như vậy, những hát liệu kia lại là như thế nào tới? Nghĩ tới lâm mặt nhất là bạn tốt, sở chiêu chiêu lắc đầu. Có đôi khi lấy góc nhìn của thượng đế kịch bản cũng không tốt, đã sớm biết đối phương không phải thứ tốt gì lại còn muốn giả khách sáo. Nhân sinh như một vở kịch, sở chiêu chiêu xem như hiểu được nội hàm của những lời này là gì. Hết chương này. Chương 6 Có mục đích bữa tiệc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 Bữa tiệc có mục đích sở chiêu chiêu chảy chuốt xong nguyên thân trải qua liền ngủ, nghĩ đến ngày mai còn phải về sở gia, trong lòng sở chiêu chiêu có chút kháng cự. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sở chiêu chiêu lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn điện thoại di động mới phát hiện từ ngữ của mình cương nhiên còn ở trên bảng tìm kiếm nóng. Hệ thống Chủ tử, ngươi từ điều tại nhiệt lục soát bản thượng cao không hạ, ngươi không định quản sao? Dù sao cũng sẽ không ngại ta chuyện gì, coi như cống hiến nhiệt độ cho ta, đỏ đen cũng là đỏ. Sở chiêu chiêu một bên trang điểm, một bên lật tủ quần áo của mình, thay quần áo lập tức đón xe ra cửa. Sở chiêu chiêu biết địa chỉ sở gia, nhưng còn chưa đi qua sở gia chiêu chiêu tới rồi tới đây ba mở cửa cho con cha con có tới muộn không sở thiên viên nghe thấy động tỉnh đi ra sau khi nhìn thấy sở chiêu chiêu nụ cười lập tức động lại trên mặt chị tới rồi em đã nói hôm nay sao lại có thêm một bộ bát đũa thì ra là chuẩn bị cho chị sở chiêu chiêu sao lại tới đây ai thông báo cho cô nhất định là hôm qua nhị ca nói lỡ miệng nhị ca thật sự là ngu xuẩn a à? sở chiêu chiêu biểu môi đi theo sở vinh vào cửa lộ đông đã ngồi uống trà trong phòng khách sở vinh nhiệt tình giới thiệu sở chiêu chiêu cho lộ đông lão lộ giới thiệu cho cậu một chút đây là con gái tôi tên là sở chiêu chiêu lộ đông gật đầu cười cười nói chiêu chiêu trông rất giống hai người đúng vậy ngày hôm qua tôi còn nói với phi phi đâu phải đều là con gái ruột của chúng tôi sở vinh và lộ đông cười rất sang sảng sở chiêu chiêu lại cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng sở thiên di bên cạnh thoạt nhìn cũng rất khó xử. Tình yêu của ba mẹ đối với tôi có lẽ cũng chỉ đến thế, sở chiêu chiêu mới trở về hai ngày, còn chưa về nhà, từng ngụm từng ngụm con gái ruột, là đang xa lánh tôi sao? Mùi mùi, mùi cũng uống trà. Sở chiêu chiêu cười nói với sở thiên di, sở thiên di trừng mắt nhìn nàng. Sở hoài dục cùng sở hoài dương từ trên lầu đi xuống, Sở Chiêu Chiêu lập tức đứng lên hô một tiếng, "Nhị ca Tam ca." "Chiêu Chiêu ngươi thích ăn cái gì, lát nữa ngươi nói với người trong bếp, đừng đợi lát nữa ăn cơm không thích ăn." Sở Hoài Dương nói xong đi vào phòng bếp lấy chai Coca ném cho Sở Chiêu Chiêu. "Cảm ơn Tam ca, ta không kén ăn." Sở Chiêu Chiêu nói xong cúi đầu nhìn phản ứng của Sở Thiên Di, cô vẫn cười ngượng ngùng, cũng không biết có mệt hay không. "Hoài Dục Hoài Dương, hỏi đại ca con khi nào thì về?" chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Trình Phi Phi trong phòng bếp hô một tiếng, Sở Hoài Dương lập tức gọi điện thoại cho Sở Hoài An. Mọi người dời bước đến nhà hàng, Sở Hoài An khoan thai đến chậm. Bác lộ, thật ngại quá, công ty có chút việc, tới chậm. Sở Hoài An cởi áo khoác, rót rượu cho Lộ Đông. Lộ Đông vung tay lên nói. Có gì đâu, em cứ làm việc của em, không cần lo cho anh cũng được. Bác lộ, đại ca hết sức tôn kính bác nên mới đặc biệt chạy về đây sở thiên di nhẹ giọng nói sở hoài dương tiếp lời ý của cậu là đại ca không tôn trọng những người khác bình thường các bữa tiệc khác cũng không thấy đại ca tham dự tam ca ngươi xuyên tạc ý tứ của ta sở thiên di xấu hổ nở nụ cười phát hiện tình cảm giữa sở hoài dương và sở thiên di cũng không tốt như vậy sở chiêu chiêu cúi đầu ăn cơm một câu cũng không nói tôi thấy Chiêu Chiêu có chút quen mắt, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không? Lộ đồng đột nhiên mở miệng. Sở Chiêu Chiêu lập tức buông đũa xuống, nghiêm giọng nói. Tôi hẳn là chưa có cơ hội gặp ngài, nhưng tôi là nghệ sĩ giải trí đột tinh. Ồ, lại là nghệ sĩ của công ty tôi. Lộ đồng nói xong quay đầu nhìn sở Vinh. Sở Thiên Di cao hứng phấn chấn nói. Đúng vậy, chỉ làm việc ở công ty bác, bằng không để bác cho em một ít tài nguyên đi, như vậy sau này chị cũng sống thoải mái một chút. Thiên Di, em đây là ý gì? Trình Phi Phi nghi hoặc hỏi. Sở Thiên Di dừng một chút, sau đó giống như gặp trắc rối lộ ra biểu tình vô tội, tỏ vẻ không thể nhiều lời. Bá bá, ba mẹ, các ngươi hẳn là cũng biết có chút nghệ sĩ vì đổi lấy tài nguyên, tự nguyện cho một số người làm tình nhân cái gì, đương nhiên ta biết tỷ tỷ khẳng định không phải loại người này. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói ngươi phải có chừng mực sở hoài an cắt đứt lời sở thiên di sở thiên di run rẩy một tiếng câm miệng mọi người trên bàn cơm đều đem ánh mắt dừng ở trên người sở chiêu chiêu mùi mùi thật biết nói dẫn a à, việc này ta cũng không biết ngươi làm sao biết chẳng lẽ ngươi một câu nói của sở chiêu chiêu khiến sở thiên di không nói gì nhìn vẻ mặt an tâm của sở vinh và trình phi phi sở chiêu chiêu mới thả lỏng bác lộ bác có biết hứa tự không gần đây anh ấy có một bộ phim mới cháu cũng tham gia diễn cháu rất thích anh ấy bác có thể kể cho cháu nghe chuyện của anh ấy được không sở chiêu chiêu chủ động tìm đề tài sở vinh rất hài lòng nhìn sở chiêu chiêu hứa tự a à, đứa nhỏ này sau này con dành nhiều thời gian tìm hiểu nó thì con sẽ biết sở chiêu chiêu nhún vai nói đùa tôi muốn hiểu anh ấy nhưng tôi không có cơ hội lộ đồng trầm tư nói vậy sao gần đây công ty có chương trình giải trí, vậy cậu đi làm khách mời kỳ một đi, hứa tự là khách mời thường trú. Cảm ơn bác lộ. Sở chiêu chiêu vui vẻ nở nụ cười, cảm thấy mục đích hôm nay đã đạt được sẽ không uổng phí. Hệ thống, thấy chưa, cơ hội là dành cho người có chuẩn bị. Hệ thống. Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử. Có phải hứa tự lúc trước vừa lấy ảnh đế không? Con người anh ta, thật ra chúng ta đều không muốn gặp anh ta sở hoài dương lắc đầu nói sở vinh cau mày nói với sở hoài dương chính cậu cũng là ăn chơi trác tán các cậu còn khinh thường hắn ba ba biết cái gì hứa tự không thể nhìn bề ngoài người ta không thể nhìn bề ngoài cậu nhìn bề ngoài cũng không được sở hoài dục chăm chọc sở hoài dương sở vinh thấy hai huynh đệ lại không ổn trọng đem đề tài vòng qua sở chiêu chiêu đứng dậy đi vệ sinh bị sở thiên di chặn ở cửa toilet Ta còn chưa hỏi ngươi đâu, ai bảo ngươi tới ba mẹ sao?" Sở Thiên Di nắm lấy tay Sở Chiêu Chiêu. Sở Chiêu Chiêu muốn bỏ Sở Thiên Di ra, Sở Thiên Di nắm chặt tay cô. "Ngươi khẩn cấp tìm ta như vậy, chỉ vì biết cái này?" Sở Chiêu Chiêu hỏi ngược lại. "Ngươi không phải không hiếm lạ về sở gia sao, hôm nay ngươi lại chạy tới làm gì?" Sở Thiên Di đè thấp thanh âm, từ trong ánh mắt của nàng thấy được lửa giận vậy ngươi lại chạy tới nói với ta những thứ này làm gì sở thiên di cắn răng nói có phải cậu cho rằng chỉ cần cậu ở trước mặt ba mẹ nhiều hơn ba mẹ sẽ càng thêm thích cậu tớ nói cho ba mẹ cậu biết hiện tại đối với cậu chỉ là có cảm giác mới mẻ mà thôi vậy hẳn là lo lắng người là ngươi dù sao ngươi ở sở gia đợi lâu như vậy ta còn mới mẻ đâu rồi mà ngươi sở chiêu chiêu bỏ qua sở thiên di lần nữa trở lại bàn ăn sở thiên di vẻ mặt không vui trở lại, sở chiêu chiêu gấp thức ăn cho sở thiên di, sở thiên di trong cơn tức giận đem bát đập bể. Hết chương này. Chương 7 Người không thoải mái Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Cô không thoải mái Thiên Di, nếu em không thoải mái, em về phòng nghỉ ngơi đi Trình Phi Phi nhìn chăm chú sở Thiên Di nói Có thể là em gái tôi gấp đồ ăn không thích, dưới tình thế cấp bách không cẩn thận làm rớt bát mà thôi." Sở Chiêu Chiêu nói xong, nháy mắt với Sở Thiên Di. Sở Thiên Di thở gấp, nhưng vẫn phải khắc chế bản thân. Bảo mẫu đến lấy bát đi, đổi một cái bát mới cho Sở Thiên Di. Lộ Đông vừa dùng bữa, vừa ý vị thâm trường nói: "Lão Sở à, con cái nhà anh đều rất đặc biệt. Là chúng ta không dạy tốt bọn họ, lão Sở ngươi dùng nhiều đồ ăn, lại uống chén rượu." nếu có chỗ chiêu đãi không chu đáo ngươi liền gánh vác nhiều sở vinh cho sở hoài an một ánh mắt sở hoài an đứng dậy rót đầy rượu lộ đông bác lộ chuyện hợp tác lần trước nhờ có bác giật dây cháu còn chưa kịp cảm ơn bác cháu đã dùng ly rượu này để biểu đạt tâm ý rồi chiêu chiêu đâu chiêu chiêu không uống một ly sao lộ đông nói với sở chiêu chiêu sở chiêu chiêu vội vàng xua tay tỏ vẻ mình không biết uống rượu được bá bá hôm nay rõ ràng lần đầu tiên gặp ngài ngài đã đưa ta một cái thông cáo ta đây liền dùng chén rượu này cảm tạ ngài ngài đừng khách khí là được sở chiêu chiêu rất hào sản trực tiếp đem một ngụm buồn bực độ của ly rượu này hơi cao sở chiêu chiêu uống xong trên mặt lập tức đỏ ửng đầu cũng có chút choáng váng sở thiên di sao em lại biến thành hai người rồi sở chiêu chiêu bắt được sở thiên di nói mê sản hệ thống chủ tử Ngươi còn tỉnh táo không? Tôi rất khỏe. Hệ thống. Chủ tử, ngày mai ngài còn phải thông báo. Tôi biết, đây là diễn xuất của tôi, nếu nhường đường cho đồng biết tôi sẽ uống rượu, sau này để tôi uống thì làm sao bây giờ? Hệ thống. Chủ tử uy vũ. Trình Phi Phi thấy không thích hợp, lập tức đỡ Sở Chiêu Chiêu đến sofa nghỉ ngơi. Chê cười, chê cười. Sở Vinh cũng không nghĩ tới Sở Chiêu Chiêu sẽ có phản ứng này, mọi người ở đây đều nở nụ cười. Chiêu Chiêu tử lượng quá kém đi, xem ra không thể trở thành rượu của ta. Không nghĩ tới Sở Chiêu Chiêu vẫn rót từng ly một, lần này thì tốt rồi, ngươi xem như ngã vào tay ta. "Ôi, đây là một chút cũng không thể uống a, à, lần sau cũng không dám để cho cô uống nữa." Tiếng lòng của mọi người lập tức xông vào lỗ tai Sở Chiêu Chiêu, Sở Chiêu Chiêu còn phải tiêu hóa những tin tức này sở thiên di có phải hay không kìm nén hư hỏng đây hệ thống chủ tử xem tình huống là như vậy tôi cũng không làm gì sở thiên di cô ấy không đối phó với tôi làm gì hệ thống chủ tử chú ý an toàn có thể trông mong tôi tốt một chút hay không nằm trên sofa sở chiêu chiêu cảm thấy cực kỳ thoải mái cũng không biết lát nữa sở thiên di sẽ dở trò xấu như thế nào ba mẹ hai người tiếp tục chiêu đãi lộ bá bá đi, con đỡ tỷ tỷ vào phòng con nghỉ ngơi một chút. Sở thiên di cố ý nhấn mạnh hai chữ của tôi, sở chiêu chiêu trận trắng mắt. Hai đứa con gái thật tốt, còn có bạn chơi, không giống con gái tôi, không có bạn, tính tình rất nóng nảy. Lộ đông khen sở thiên di, sở thiên di lập tức đắc ý. Trình Phi Phi không yên tâm, đi theo sở thiên di đỡ sở chiêu chiêu lên lầu, thấy sở chiêu chiêu được an ổn đặt ở trên giường mới xuống lầu sở chiêu chiêu, sở chiêu chiêu. Sở thiên di vỗ vỗ sở chiêu chiêu, xác nhận sở chiêu chiêu không có động tĩnh mới lấy bút vẽ rùa đen lên mặt sở chiêu chiêu. Trò trẻ con như vậy, sở chiêu chiêu cảm thấy buồn cười. Trở mình, sở chiêu chiêu che mặt lại. Sở chiêu chiêu, có phải cô chưa uống say không? Sở thiên di trực tiếp tiến đến bên tai sở chiêu chiêu hỏi. Bị phát hiện, sở chiêu chiêu hào phóng ngồi dậy, hứng thú nhìn sở thiên di tôi biết ngay là anh không say mà, cô hét lên. Sở chiêu chiêu nhún nhún vai, nói. Làm gì, cái này gọi là diễn xuất, vừa rồi không phải cũng lừa cậu sao? Con muốn đi nói với ba mẹ còn có bác lộ, bọn họ ghét nhất là người gạt người. Sở thiên di đắc ý. Sở thiên di nhất chân muốn đi, sở chiêu chiêu lập tức giữ chặt sở thiên di, sau đó nói. Cậu nói rồi, đối với cậu có chỗ tốt gì, chẳng lẽ cậu cũng muốn tiến quân vào giới giải trí? ta mới không hiếm lạ giống như ngươi, trở thành một người danh tiếng cực kém. Sở Thiên Di hắn giọng ghét bỏ nói. Trải qua chuyện Sở Thiên Di muốn vẽ rùa đen trên mặt cô, Sở Chiêu Chiêu cũng hiểu ra. Sở Thiên Di chẳng qua là hận Sở Chiêu Chiêu phân chia tình yêu dành riêng cho Sở Vinh và Trình Phi Phi mà thôi. Sở Thiên Di sợ tình yêu và sự chú ý mình nhận được cũng ít đi, Sở Chiêu Chiêu cảm thấy điều này cũng có thể chấp nhận được. Em muốn nói thì cứ nói, em xem ba mẹ có tin em không sở chiêu chiêu rất tự tin nói sở thiên di cảm giác được mình bị khiêu khích lập tức mở cửa muốn xuống lầu sở thiên di thở phì phò nói con sẽ nói cho ba mẹ biết còn có bác lộ là người như thế nào để họ thấy rõ bộ mặt thật của bác thiên di em đang nói gì vậy trình phi phi đột nhiên xuất hiện cầm một cái khăn ướt mẹ sở chiêu chiêu là giả vờ cô ấy căn bản không uống say mẹ xem cô ấy vừa rồi sở thiên di quay đầu lại sở chiêu chiêu lại nằm trong chăn bảo trì tư thế ban đầu trình phi phi cảm thấy sở thiên di đang nói hưu nói vượng thở dài cầm khăn lông ướt lau mặt cho sở chiêu chiêu mẹ sở chiêu chiêu thật sự là giả bộ sở chiêu chiêu ngươi đứng lên ngươi vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao trình phi phi lạnh lùng nói đủ rồi thiên di cô xuống dưới lầu pha ấm trà ở đây có tôi mẹ vì sao mẹ không tin con sở chiêu chiêu chính là giả bộ mẹ vì sao không tin con mẹ không tin mẹ đem sở chiêu chiêu kêu lên a à? sở thiên di nói xong mang theo khóc nức nở sở chiêu chiêu dự cảm trong lòng không ổn trình phi phi trực tiếp đẩy sở thiên di ra ngoài sở thiên di ở cửa phòng gấp đến độ rơi lệ muốn vọt vào kéo sở chiêu chiêu dậy trình phi phi đã đóng cửa lại trình phi phi lặng lặng lau mặt cho sở chiêu chiêu xong liền đi ra ngoài Sở Thiên Di còn ở ngoài cửa khóc, Trình Phi Phi ôm Sở Thiên Di một cái, Sở Thiên Di khóc càng dữ dội. Trình Phi Phi đây là nháo cái gì a, à? tác một cái cho một quả táo sao? Hệ thống. Chủ tử ngài cơ trí như vậy cũng không biết, ta cũng khẳng định không biết. Ta đi, ta như thế nào cảm giác Sở Thiên Di về sau sẽ hận chết ta a? À? Hệ thống. Cũng không phải không có khả năng này. Sở Chiêu Chiêu không dám nhúc nhích nghe ngoài cửa không có động tĩnh mới đổi tư thế. Trình Phi Phi là người này, sợ chiêu chiêu phát hiện cô không nhìn thấu cô chút nào. Bằng không ta vẫn là mau đi thôi, ta sợ sợ thiên di bị hận đến mộng bức hai mắt đối với ta làm chuyện bất lợi gì à. Hệ thống. Nhưng là chủ tử ngươi uống say kịch còn không có diễn xong đâu, ngươi bây giờ đi, chẳng phải là chính mình vạch trần chính mình. Hỏng 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 hỏng, chơi thoát rồi. Sở chiêu chiêu hối hận, sợ sợ thiên di làm ra chuyện gì. Hết chương này. Chương 8 Kịch một vai Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Độc diễn mang tâm tình thấp thỏm bất an, sợ chiêu chiêu ở trong phòng thật lâu. Cũng không biết mấy giờ, sợ chiêu chiêu thử từ trên giường đứng lên, ghé vào cửa nghe động tĩnh. Hệ thống, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem bên ngoài đến cùng là tình huống gì a à? Hệ thống Chủ tử Sở Gia đều đi trong đình viện nói chuyện phím, phỏng chừng ngươi nhất thời không đi được. Sở Thiên Di đâu, tôi quan tâm cô ấy làm gì? Hệ thống. Cô ấy cũng đang ở trong đình viện. Sở Chiêu Chiêu thấy không ra được cửa này, lại nằm trở lại giường, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Hệ thống. Chủ tử hình như có người tới. Tôi đi, nhất định là Sở Thiên Di. Vừa dứt lời, Sở Thiên Di liền đẩy cửa ra nhìn mẹ phê bình con có phải trong lòng mẹ rất sảng khoái không sở thiên di trực tiếp hỏi sở chiêu chiêu cũng không giả bộ ngủ xúc chăng lên muốn giải thích sở thiên di đi lên liền kéo sở chiêu chiêu đi ra ngoài anh kéo em làm gì cho dù anh đến trước mặt ba mẹ nói em giả say nói dối bọn họ cũng sẽ không tin sở chiêu chiêu hất tay sở thiên di ra sở thiên di cười lạnh một tiếng đúng vậy ba mẹ sẽ không tin nhưng con luôn có biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng. Sở Thiên Di dùng sức kéo cánh tay Sở Chiêu Chiêu, kéo cô đi xuống lầu, tay kia không ngừng đẩy Sở Chiêu Chiêu xuống lầu. "Sở Thiên Di, cô có hiểu rõ không, thay vì vạch trần tôi, chi bằng cô nghĩ cách đuổi tôi ra khỏi sở gia." Sở Chiêu Chiêu dẫy dụa nói. "Ta đang nghĩ biện pháp đuổi ngươi ra khỏi sở gia a, à, ta không lúc nào là không nghĩ." Sở Thiên Di cắn răng nói. Nghe Sở Thiên Di nói như vậy, sở chiêu chiêu dự cảm không ổn, nắm chặt lan can. Người bên ngoài đều đã trở lại, lục tục ngồi ở phòng khách uống trà, còn kèm theo một ít tiếng cười vui vẻ. a à, tỷ 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 đẩy muội như thế nào? Sở thiên di. Sở chiêu chiêu hét lên một tiếng. Sở Vinh cùng Trình Phi Phi lập tức chạy tới đầu cầu thang xem đã xảy ra chuyện gì, Sở Thiên Di từ trên cầu thang lăn xuống. Sở Chiêu Chiêu đứng ở đầu cầu thang trên lầu, không ngờ sở thiên di lại chơi chiêu này hệ thống chủ tử sở thiên di giống như hạ độc thủ với mình ngươi mau đi xem nàng có chuyện gì không sở chiêu chiêu phục hồi tinh thần lập tức chạy về phía sở thiên di sở vinh đã đến bên cạnh sở thiên di trước một bước thiên di con đừng dọa ba con đừng nhắm mắt lại phi phi nhanh gọi xe cứu thương sở vinh run rẩy nói hô hấp của sở chiêu chiêu dồn dập sở vinh rống lên chất vấn sở chiêu chiêu hai người các ngươi ở đầu cầu thang đùa dẫn cái gì, không phải ngươi uống say rồi sao, tại sao không ở trên giường hảo hảo nằm. Cha, không trách tỷ tỷ, tỷ tỷ không thể uống rượu vì không mất hứng giả say, ta sợ nàng đói muốn cho nàng xuống lầu lấy đồ ăn, không nghĩ tới nàng cho là ta muốn cáo trạng, cầm lấy ta liền không ngừng dây dưa, ta một cái không đứng vững. Thanh âm suy yếu của sở thiên di có vẻ nàng rất động lòng người, lộ đông cùng với ba huynh đệ sở gia nghe tiếng mà đến đều choáng váng nên gọi xe cứu thương thì gọi xe cứu thương những người còn lại chỉ có thể rối rắm chuyện xảy ra như thế nào hỏi đáp thắc mắc hỏi cách đau loa biết một số chuyện trình phi phi hít sâu một hơi chờ xe cứu thương đến đưa sở thiên di đi chiêu chiêu con dẫn bác lộ vào phòng khách đi nơi này có ba mẹ con sở thiên di thường thường hô ba mẹ đầu con đau quá trên người con đau quá có phải con sắp chết rồi không không nên nói bậy, cái gì chết không chết. Sở Vinh không hề nhìn Sở Chiêu Chiêu, một lòng một dạ đều ở trên người Sở Thiên Di. Sở Thiên Di đắc ý nhìn Sở Chiêu Chiêu, ánh mắt kia chỉ sợ chỉ có Sở Chiêu Chiêu mới có thể hiểu được. Sở Chiêu Chiêu, ngươi không phải muốn ta đuổi ngươi ra khỏi sở gia sao, ta sẽ thành toàn cho ngươi, chỉ sợ ngươi phải hảo hảo cảm ơn ta. Nghe thấy tiếng lòng của Sở Thiên Di, Sở Chiêu Chiêu cười lạnh một tiếng đang êm đẹp ở đầu cầu thang lôi lôi kéo kéo cái gì rõ ràng cũng vậy không thể uống rượu liền không uống rượu như thế nào con lúc này tiếng lòng sở vinh tự như một thanh đao cắt sở chiêu chiêu hai cái mặc dù sở vinh giống như cái gì cũng chưa nói ba mẹ hai người không đưa con đi bệnh viện sao một mình thiên di sợ hãi xe cứu thương đến sở thiên di cũng được đưa lên xe cứu thương nhưng sở vinh và trình phi phi lại không đi theo trình phi phi dịu dàng trả lời trước tiên để anh hai anh ba đi theo đến bệnh viện chăm sóc em ba mẹ xử lý một chút chuyện trình phi phi nói xong còn ôn nhu vuốt ve mặt sở thiên di sở thiên di lộ ra biểu tình ủy khuất ba mẹ thật sự không phải lỗi của chị là vấn đề của con con không đứng vững ba mẹ đừng sở hoài dương lên xe nhân viên y tế trực tiếp đóng cửa xe không cho bọn họ thêm cơ hội nói chuyện tam ca ta đau quá đau thì cậu bớt nói đi cứ nói mãi có thể không đau sao sở hoài dương tức giận đáp vốn hôm nay đã đủ phiền cho rằng kết thúc yến hội này là có thể đi uống rượu không nghĩ tới sở thiên di nằm viện sở hoài dương bị sở vinh và trình phi phi ra lệnh cưỡng chế tới bệnh viện trong lòng khó chịu tới cực điểm nhị ca ngươi xem tam ca ta đều ngã hắn con em gái em bớt nói vài câu đi lúc nào em ngã không tốt thì lại ngã vào lúc này trong lòng sở hoài dục cũng buồn bực nói xong cũng quay đầu đi sở thiên di thấy không ai quan tâm mình luôn cảm thấy ngã không công hoàn toàn ủy khuất lên tiếng khóc lớn sở chiêu chiêu cùng lộ đông đi tới phòng khách sở vinh cùng lộ đông nói hai câu khách khí liền bảo sở hoài an đưa lộ đông ra cửa chiêu chiêu em nói xem rốt cuộc là có chuyện gì không được nói dối trình phi phi lớn tiếng nói sở chiêu chiêu biết trình phi phi tức giận cũng đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần em gái biết tôi giả vờ say rượu vẫn muốn vạch trần tôi kết quả lần đầu tiên nó cáo trạng với mẹ liền nghĩ ra chiêu hãm hại tôi hãm hại ngươi thiên di là ngốc sao dùng tính mạng của mình để hãm hại ngươi sở vinh kích động đứng lên nói trình phi phi kéo sở vinh lại bảo sở vinh đừng kích động như vậy xem ra đúng như tôi đoán sở chiêu chiêu vốn đang cúi đầu lập tức ngẩng đầu trong ánh mắt mang theo nghi hoặc được rồi chiêu chiêu mẹ biết rồi con cũng không cần có quá nhiều cảm giác tội lỗi đây không phải lỗi của con trình phi phi cầm tay sở chiêu chiêu lông mày sở chiêu chiêu nhướng lên cảm giác sự tình trở nên vi diệu hệ thống hệ thống trình phi phi nói giống như cô đoán là có ý gì hệ thống đại khái chính là chuyện anh nói cũng giống như sự thật cô ấy nghĩ đậu má nó mẹ tôi nhạy bén như vậy sao Tôi phải yêu bà rồi. Phi Phi a, à, ngươi đây không phải là càng quấy sao, đã nháo thành như vậy, ngươi còn muốn thiên vị hài tử? Sở Vinh vô cùng đau đớn lộ vẻ khó xử nói. Ông xã, lát nữa chúng ta đến bệnh viện thăm anh sẽ biết, Thiên Di không sao, khẳng định không bị thương. Đứa nhỏ có sai thì phải phạt, ngươi luôn bảo vệ đứa nhỏ sao được? Sở Vinh bị Trình Phi Phi đẩy đi, Sở Chiêu chiêu bước từng bước nhỏ đuổi theo bước chân của bọn họ vốn cho rằng mình là một phần trong vở kịch của sở thiên di, xem ra đây là vở kịch độc diễn của sở thiên di, chẳng qua lời thuyết minh trong lòng đã sớm tiết lộ. Hết chương này. Chương 9 Đột kích trực tiếp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 Đột kích phát sóng trực tiếp, ba mẹ, hai người cũng tính ra rồi, trên người con hiện tại chỗ nào cũng đau. Sở Thiên Di gặp được Sở Vinh cùng Trình Phi Phi, lại bắt đầu hô lên, sở hoài dục cảm thấy lỗ tai nghe đến phiền đứng ở trên hành lang thiên di bây giờ em cảm thấy thế nào trình phi phi hỏi sở thiên di lộ ra thống khổ biểu lộ nói mẹ ta thật sự rất đau vừa mới đã làm xong kiểm tra phỏng chừng đợi lát nữa mới có thể ra kết quả ta hiện tại trên người chỗ nào đều đau ở bệnh viện lâu như vậy không thấy con kêu một câu ba mẹ vừa đến đã bắt đầu kêu đau ai biết con rốt cuộc là đau thật giả đau. Sở Hoài Dương quay đầu tiếp tục chơi điện thoại. Thiên Di, ba đi bảo bác sĩ đánh thuốc giảm đau cho con, con chờ một chút, lập tức hết đau rồi. Sở Vinh lo lắng chạy ra ngoài, sở Chiêu Chiêu xuất hiện trong tầm mắt sở Thiên Di. Tỷ tỷ. Sở Thiên Di hoảng hốt nói. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Không có gì để nói, sở Chiêu Chiêu liền thuận miệng hỏi một câu chỉ có điều sở thiên di nghe qua, quả thật không có ý quan tâm đến nàng. Sở thiên di bắt lấy tay Trình Phi Phi, tự hồ đang hỏi Trình Phi Phi một số chuyện. Thiên di, mẹ cũng không đi lòng vòng với con, mẹ biết chuyện xảy ra như thế nào, lần này mẹ sẽ không phạt con, nhưng mẹ không cho phép con có lần sau. Sở chiêu chiêu nhìn sắc mặt Trình Phi Phi, vẻ mặt của cô rất nghiêm túc. Sở thiên di luống cuốn, giải thích. Mẹ, con thật sự không đứng vững chị quả thật không đẩy con. Cậu không đứng vững hay cố ý không đứng vững, cậu tự biết rõ, chỉ là hôm nay cậu làm như vậy, quả thật không đúng. Trình Phi Phi thấm thí nói. Sở Chiêu Chiêu nói gì đó với mẹ, mẹ tin tưởng cô như vậy, có phải Sở Chiêu Chiêu đã cho mẹ uống canh mê hồn hay không, vậy chắc chắn ba cũng biết, sau này ba mẹ nên đối xử với con như thế nào, có phải con sắp bị đuổi ra khỏi sở gia rồi không? Thiên Di, bác sĩ đến rồi, em đau gì mà nói với bác sĩ sở vinh lôi kéo bác sĩ nói trình phi phi bình tĩnh nói không cần cô ấy nói cô ấy không còn đau nữa sao lại không đau vừa rồi không phải còn đau chết đi sống lại sao sở vinh khó hiểu hỏi sở thiên di xấu hổ nói là không đau không cần uống thuốc giảm đau bác sĩ nhìn sở thiên di một cái rồi đi sở thiên di cảm thấy xấu hổ tới cực điểm sở hoài dương lắc đầu nói vốn không có việc gì còn phải lãng phí tài nguyên chữa bệnh sở vinh không hiểu ra sao giống như con ruồi không đầu nghĩ thế nào cũng không rõ trình phi phi lôi kéo sở vinh cầm báo cáo kiểm tra của sở thiên di đi tìm bác sĩ từ phim mà xem cô ấy không có việc gì nếu như nói thật có ích lợi gì đầu cảm giác đúng là đụng phải nhưng có phải rất nghiêm trọng hay không trẻ con bình thường bị ngã kiểm tra cũng sẽ như vậy các cậu nếu không yên tâm có thể xin làm kiểm tra toàn diện. Bác sĩ Vịnh Kính nói, Trình Phi Phi lại sớm đoán được kết quả, nghe không chút để ý. Phi Phi, đây là chuyện gì vậy? Sở Vinh cầm báo cáo nghi ngờ hỏi. Trình Phi Phi không nói gì, chỉ miễn cưỡng cười cười. Con tính sai rồi, nếu con không ngã lần này, trong lòng mẹ con vẫn chưa phải là một người như vậy. Sở Hoài Dương ở một bên chuyên tâm chơi game, sở chiêu chiêu do dự mãi, vẫn chậm rãi mở miệng sở thiên di phát điên nói tuy rằng ta không biết ngươi nói cái gì nhưng sở chiêu chiêu hôm nay ta nhớ kỹ ngươi ngươi quả nhiên là biết ăn nói a à. thấy sở thiên di khăng khăng một mực sở chiêu chiêu cũng không nói lời nào anh hai em đi đây lát nữa ba mẹ về anh nói với họ một tiếng sở chiêu chiêu tìm được sở hoài dục nói xong rời đi quả nhiên vừa vào sở gia liền có rất nhiều phiền toái không cần thiết hệ thống chủ tử ngài có thể bắt đầu thu dọn đồ đạc ngày mai sẽ vào tổ đúng nha em không nói anh cũng quên mất sở chiêu chiêu bắt đầu đóng gói hành lý của mình lẳng lặng chờ mong ngày hôm sau đến buổi tối sở chiêu chiêu còn đang ăn bên ngoài thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang chào sở chiêu chiêu chúng tôi là tổ đạo diễn của chương trình giải trí xuyên qua thiên niên tạm thời phát sóng trực tiếp trạng thái chân thật nhất của nghệ sĩ ở nhà thuận tiện quay một bộ phim tiên phong, tạm thời quấy rầy cô, thật ngại quá. Mau vào đi, trong nhà hơi nhỏ. Sở chiêu chiêu chưa hoàn hồn đã nhường chỗ cho nhân viên công tác, một đám người xông vào phòng bố trí camera. Đây không phải là thiên kim sở gia sở chiêu chiêu mấy ngày hôm trước sau, quả nhiên vẫn ông đùi là được rồi. Phòng khách của nữ minh tinh nhỏ như vậy sao, còn không lớn bằng phòng của tôi, quên mất cô ấy là nghệ sĩ tuyến 18 cũng không biết dựa vào cái gì thay thế Tuấn Tuấn nhà tôi tham gia chương trình này. Chẳng lẽ điểm chú ý của một mình tôi là hình như cô ấy là mặt một sao, hơn nữa hình như đang ăn bên ngoài, hình như thật sự là truyền hình trực tiếp. Khẳng định không có khả năng là truyền hình trực tiếp, vẽ ngụy trang đi, bạn tôi hiện thực đã gặp qua cô ấy, bản thân cô ấy rất già, căn bản không giống một thiên kim. Xin chào các bạn khán giả thân mến, chúng tôi đang ở nhà sở chiêu chiêu lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đi một vòng mọi người có vấn đề gì muốn hỏi sở chiêu chiêu có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi xem tổ đạo diễn cũng nhìn thấy những bình luận này lập tức dời đi không khí trong phòng truyền hình trực tiếp sở chiêu chiêu cười cười đọc từng bình luận một cô sở có người hỏi cô định vị mình là gì nhân viên công tác hỏi sở chiêu chiêu không chút suy nghĩ nói làm một người hay thay đổi đi Ý tứ hay thay đổi này là có thể đảm nhiệm tất cả nhân vật sao, xem ra Sở lão sư đối với mình yêu cầu rất cao." Sở Chiêu Chiêu cười nói, "Không phải, chính là ứng đối với những người khác nhau nói những lời khác nhau." Nhìn từng dòng từng chữ đen trên màn đạn, Sở Chiêu Chiêu chỉ nhìn, không trả lời. Làn da của Sở Chiêu Chiêu thật sự rất tốt, có thể hỏi bảo dưỡng như thế nào không? Hình như thật sự không trang điểm, mặt mộc cũng rất đẹp. Trong lúc bất chợt bầu không khí trong phòng truyền hình thay đổi bắt đầu khen ngợi sở chiêu chiêu sở chiêu chiêu nhướng mày thú vị hệ thống ngươi sau lưng ta mua thủy quân cho ta hệ thống chủ tử ta không có năng lực này vậy sao không mắng tôi nữa vừa rồi tôi còn đang chuẩn bị sao đột nhiên lại khen tôi hệ thống vấn đề này tôi có thể không có cách nào giải đáp bình thường tôi tương đối lười không thích bảo dưỡng nhưng nếu mọi người thật sự muốn biết, tôi có thể chia sẻ một ít mỹ phẩm dưỡng da hàng ngày của tôi, mặt khác tôi không nhận quảng cáo. Sở chiêu chiêu đùa giỡn trong phòng truyền hình trực tiếp, nhân số từ từ tăng lên. Rất nhanh, sở chiêu chiêu lại lên trang tìm kiếm nóng. Sở chiêu chiêu nhấn vào nhìn, mấy người đứng đầu khu bình luận vừa nhìn chính là thủy quân chuyên nghiệp. Lại còn có người mời thủy quân cho tôi, anh nói có phải công ty thấy chuẩn bị nâng đỡ tôi không? Hệ thống chủ tử vấn đề này ta cũng trả lời không được. Nhân viên công tác bảo sở chiêu chiêu giới thiệu đơn giản về nhà mình, sở chiêu chiêu cũng làm theo. Chương trình đột kích quay, sở chiêu chiêu không có chuẩn bị gì, trong nhà vẫn còn lộn xộn, sở chiêu chiêu vừa giới thiệu vừa cất giấu đồ đạc của mình, vô cùng bận rộn. Hết chương này. Chương 10 Hẹn hò môn sự kiện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 sự kiện u hội môn kết thúc truyền hình trực tiếp tiễn nhân viên công tác đi sở chiêu chiêu lập tức lấy điện thoại di động ra tìm uy chát của người đại diện sở chiêu chiêu muốn hỏi người đại diện có phải là thủy quân công ty mời hay không vừa mới biên tập xong văn tự gửi đi phát hiện người đại diện đã sớm xóa cô hảo gia hỏa hiện tại ta xác định công ty của ta không chỉ không có ý định nâng đỡ ta đã sớm buông tha ta hệ thống nguyên lai like ngươi mới ý thức được công ty buông tha ngươi không sao, người khác ném bùn về phía tôi, tôi sẽ lấy bùn trồng hoa sen. Sự lạc quan của sở chiêu chiêu khiến hệ thống trầm mặc, bởi vì căn cứ vào hiểu biết của hệ thống, sở chiêu chiêu trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không nổi tiếng. Hệ thống Chủ tử chỉ cần chúng ta nắm chắc mỗi một cơ hội, luôn luôn có ngày xuất đầu. Hệ thống vẫn không nhìn được, quyển chuyển ám chỉ sở chiêu chiêu. Đúng vậy, dù sao cũng có người mời thủy quân cho ta, chứng tỏ nhìn thấy tiềm lực của ta a à, vẫn là người này tin mắt cảnh quay dân quốc của sở chiêu chiêu đều chất đóng trong cùng một ngày cô không thể không dậy sớm đến phim trường đình trang người ở trường quay còn không nhiều lắm sở chiêu chiêu đi sớm trang điểm xong sở chiêu chiêu liền trốn ở phía sau một tấm màn lặng lẽ học thuộc lòng mặt nhất tỷ người mua nhiều như vậy thủy quân hát sở chiêu chiêu kết quả đêm qua nàng bằng vào trận kia phát sóng trực tiếp còn tăng phan vậy ta không phải lỗ vốn sao không thiệt, Internet cái gì cũng là thoáng qua mây khói, hôm nay tất cả mọi người đang nói nàng hảo, ngày mai tất cả mọi người sẽ giẫm nàng một cước, chỉ cần chúng ta không buông tha, luôn luôn có một chiêu sẽ trí mạng. Lâm mặt không nhanh không chậm nói. Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Chị, sở chiêu chiêu kia cũng sẽ không uy hiếp chị, cô ấy chỉ là một diễn viên nhỏ, chị không đến mức tốn nhiều công sức như vậy để trả cô ấy chứ. Ngươi biết cái gì? lâm mặc tức giận nói giọng nói của lâm mặc nhất nghe có chút tức giận trợ lý phẫn nộ bỏ chạy ngay sau đó sở chiêu chiêu liền nghe thấy tiếng bật lửa xem ra là có người đang hút thuốc một nữ minh tinh là đại sứ cai thuốc trường quay còn viết biểu ngữ cấm hút thuốc nếu từ này bùng nổ lâm mặc sẽ phiền toái thật lâu sở chiêu chiêu lén lút lấy điện thoại di động chụp được ảnh lâm mặc đang hút thuốc đáng tiếc góc độ này của cô chỉ có thể chụp được bóng lưng và sườn mặt Tuy rằng không biết Lâm Mặc Nhất vì sao muốn mua thủy quân bôi nhỏ ta, nhưng hiện tại trong tay ta cũng có hát phẩm của nàng, ta coi như là có lợi thế. Hệ thống Chủ tử chúng ta đây có tính là chó ngáp phải rùi không? Đây là phúc khí tốt của chủ tử ngươi. Sở chiêu chiêu vui vẻ nhìn ảnh chụp trong điện thoại di động của mình, từ một nơi khác chui ra ngoài. Sở chiêu chiêu, cảnh này cô và hứa tự nhắc tới quay trước, lát nữa hứa tự còn phải thông báo tiếp theo đạo diễn tạm thời thông báo, sở chiêu chiêu lập tức để điện thoại xuống đổi trang điểm. Hứa tự phong trần mệt mỏi chạy tới, mấy thợ trang điểm lập tức vây quanh, dùng tốc độ nhanh nhất đưa hứa tự đến trước máy quay. Đã từng diễn cảnh này chưa? Hứa tự nhướng mày hỏi. Sở chiêu chiêu nhếch miệng cười nói. Không có, bất quá ngươi xem kỹ đi. Cảnh này sở chiêu chiêu cần làm nũng với nhân vật hứa tự, nhưng không phải loại trà xanh. Nào, Diễn viên và máy quay đã vào vị trí. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Sở Chiêu chiêu điều chỉnh hơi thở của mình, lập tức nhập vai. Đoạn kịch này lời thoại không có mấy câu, rất khảo nghiệm biểu tình cùng tứ chi của diễn viên. Anh Ngụy, sang năm anh còn đến Bắc Bình thăm em, đúng không? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Không có việc gì, Ngụy ca ca, mặc kệ anh có đến hay không, anh đều ở trong lòng em. Mặc dù nói cô ấy diễn không sai, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng là lạ là, là chuyện gì xảy ra hứa tử oán thầm sở chiêu chiêu cho hứa tự một ánh mắt đột nhiên cảm thấy lời thoại này rất giả tạo a à, thật sự có người sẽ xem kịch như vậy sao hệ thống chủ tử ngươi nhìn một chút mau chụp xong cảnh quay này được quay ba lần cuối cùng cũng qua hứa tự dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn sở chiêu chiêu trong lòng sở chiêu chiêu đột nhiên có chút không được tự nhiên Bình thường người khác trước khi vào vai đều có chút nhăn nhó, không ngờ cậu lại không có. Đối với ta thay đổi đi, ta nói cho ngươi biết, ta có bí quyết. Thợ trang điểm đi lên trang điểm lại cho hai người, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Hứa tự hứng thú hỏi. Bí quyết gì? Đương nhiên là đem ngươi tưởng tượng thành thần tài gia, đối với thần tài gia làm nũng, ta sẽ có càng ngày càng nhiều tiền, làm sao sẽ chán ghét đâu, quả thực không cần quá vui vẻ được rồi sở chiêu chiêu càng nói càng hăng hái không biết hứa tự cảm thấy im lặng ai làm rốt cuộc là ai làm tiếng thét chói tai của lâm mặt truyền đến mọi người bắt đầu đi về phía phòng lâm mặt nhất làm sao vậy mặt nhất tỷ sao đột nhiên lại kêu lớn như vậy có phải đã xảy ra chuyện gì hay không đi qua xem thử hứa tự đẩy đám người ra là người đầu tiên đi vào phòng lâm mặt nhất hứa ca ta không biết những kia ảnh chụp ai chụp nhưng là khẳng định không phải ta hiện tại ta phải làm sao bây giờ a à? lâm mặt ông lấy hứa tự gấp đến độ sắp khóc hứa tự nhận lấy điện thoại di động của trợ lý thì ra là lâm mặt vừa bị lộ ra đêm khuya hẹn hò với nam minh tinh huống hồ bị búa gắt gao bị nện thành như vậy còn muốn phủ nhận không phải mình lâm mặt miệng thật cứng a à? người đại diện của anh nói gì giọng hứa tự nghe có chút lãnh đạm lâm mặt khóc càng hăng say trợ lý ở một bên run rẩy nói. Có thể cô ấy còn chưa biết chuyện này, nhưng hình như công ty định xử lý lạnh, nếu ầm ĩ nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim sau đó của chị Lâm. Anh sẽ đi điều tra xem ai tiết lộ, em quay cảnh hôm nay trước đi. Hứa tự mặt không chút thay đổi nói. Tại sao hứa tự lại quan tâm đến chuyện của Lâm mặt nhất như vậy, chẳng lẽ bởi vì cô ấy là nữ chính sao? Hệ thống. Bởi vì nam nữ chủ mặt kệ phát sinh cái gì, nhất định sẽ cùng một chỗ. Nhưng hình như hứa tự không quan tâm chuyện lâm mặt nhất hẹn hò với người khác. Hệ thống Khả năng nội dung vở kịch còn không có đi đến bước kia. Đạo diễn gọi nhân viên quay lại, cho lâm mặt nghỉ, quay phim lại tiến vào trạng thái. Cậu đừng sầu mi khổ kiểm A, xuất ra diễn xuất của ảnh đế cậu đi. Cảnh này cần hứa tự dẫn cô đi dạo phố đèn lồng, cần diễn viên cảm xúc tăng vọt. Hứa tự nhìn sở chiêu chiêu một cái, trước khi quay đã tìm được trạng thái. Chỉ có điều cảm xúc của hứa tự vẫn không đúng, đạo diễn không đạt được hiệu quả mong muốn. Hứa tự là ảnh đế, đạo diễn khó nói gì, chỉ có thể chọn sở chiêu chiêu. Cậu nên biết, đạo diễn không phải đang nói tôi, mà là đang ám chỉ cậu chứ. Hứa tự ngẩn người, sau đó gật đầu. Cảnh quay này gian nan quay xong, sở chiêu chiêu coi như kết thúc công việc cả buổi sáng. Chiêu chiêu, đói bụng lắm phải không? chúng ta nhìn ngươi đã lâu chúng ta rõ ràng diễn thật không tồi a à. sở chiêu chiêu vừa quay đầu lại sở vinh và trình phi phi liền đứng ở phim trường chờ cô ba mẹ sở chiêu chiêu hưng phấn ông lấy trình phi phi và sở vinh đây là lần đầu tiên có người chờ cô tan tầm trình phi phi cười lau mồ hôi cho sở chiêu chiêu sở vinh lấy nước ra để sở chiêu chiêu từ từ uống nếu như không phải sở gia tính đặc thù sở chiêu chiêu thật đúng là sẽ cho rằng mình chính là cái kia ở sở gia từ nhỏ đã được cưng chiều lớn lên nữ nhi hết chương này